tham gia workshop này rồi sẽ biết chứ. Ok rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cơ bản về Blutter. Thì Blutter là gì? À, nó là một cái framework, một SDK được phát triển ứng dụng bởi cho điện thoại di động. Nó là một cái mảng mở được tạo ra bởi Google. Nó được sử dụng để phát triển cho các ứng dụng như là Android nè, iOS nè, app nè và cả embedded system. Thì như mọi người cũng biết thì các bài toán bây giờ chúng ta sẽ nói sơ về cái hướng mà mobile development trước nha. Thì theo mình hiểu ra là tại sao Flutter nó được sinh ra và nó được sử dụng rộng rãi. Thì trước tiên mình sẽ nói sơ về cái native app thì nó là gì. Nó là một loại app mà được xây dựng dựa trên một loại ngôn ngữ lập trình gốc, tạo nên một cái nền tảng độc lập dành riêng cho nó. Mình lấy ví dụ như là Android có bằng Java hoặc Kotlin, còn bên iOS thì có Swift. Thì cũng chính bởi vì vậy đó, nên là cái native app này sở hữu rất là nhiều cái ưu điểm mà các loại mobile app khác mà không có được. Mình lấy một số ưu điểm như là nó hoạt động bền bỉ, có hiệu quả, với lại nó rất hiếm khi có lỗi xảy ra một cách đột ngột. Còn đó là về cái việc nó có high quality app cao. Còn về cross platform nó là gì, thì cross platform hay người ta còn được nghe tới nhiều như là multi platform. Thì bình thường mình chỉ cần code một lần thôi thì chúng ta có thể phiên dịch, compile nó ra và sử dụng trên rất là nhiều nền tảng khác nhau, nên là nó có một cái lợi thế mà rất nhiều mấy anh mà developer rất là thích, bởi nó giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Thì có một nó có một số ưu điểm như là nó có được một lần nhưng mà sử dụng cho nhiều phiên bản khác nhau, rồi nó cho phép mà mình thực hiện nhiều lần, cho phép ta thực hiện rất là dự án, cho phép ta thực hiện rất là nhiều các dự án lớn, yêu cầu tính linh hoạt rồi đa dạng. Thì nó nói về cái việc mà fast development. Còn về Flutter thì Flutter là gì? Flutter nó là một cái framework sinh ra để giải quyết cả hai vấn đề trên. Thay vì ở trước tiên á, là mình nếu mà có theo hướng native app thì mình chỉ có được performance mà không có được cái fast development, thì Flutter sinh ra để là kết hợp cả hai cái đó lại với nhau, là mình vừa có được performance mà vừa có được cả fast development luôn, nên nó rất là tiện. Thì nó rất nổi trội với cái việc mà high velocity development. Thì mình sẽ giới thiệu nó là gì. Thì khi mà mình làm việc với những thứ liên quan tới UI thì như mấy anh front-end developer thì hot reload nó là một cái mà khiến cho lập trình viên rất là dễ chịu, tại vì nó là một cái ví dụ như mấy bạn có thay đổi một chút xíu gì đó về UI đi, thì hot reload là cái mà tính năng mà để cập nhật lại cái UI render lại nhanh chóng để có thể các bạn mà fix hoặc là debug gì đó dễ hơn. Thì Blutter nó cung cấp cái khả năng ghi nhớ về state của cái component, thì nó khiến cho ứng dụng chỉ là trong vài millisecond để reload lại. Nó sử dụng tập hợp các widget để customize, để xây dựng các giao diện trong vòng vài vài giây tới vài phút thôi. Ngoài ra thì nó có một số tính năng như sửa lỗi nhanh nè, feedback nè, tiết kiệm thời gian nè. Nó là vậy. Ok, thì người ta sẽ biết tới Flutter nữa với lại cái tính năng thứ hai là về UI. Thì nó sơ về UI thì nó là tính đặc trưng của Flutter khi mà mọi người nghe tới nó rồi. Thì không biết là các bạn có bao giờ nghe tới Material Design chưa? Ok, thì xíu nữa mình sẽ giới thiệu sơ về Material Design. Thì Blutter sử dụng Material Design để render lại UI, hoặc là đó là cho phiên bản về Android. Còn nếu mà iOS thì họ xài Cupertino, các API chuyển động
template rất là phong phú nên là làm cho cái việc mà scroll hay là thao tác gì với lại màn hình cũng trở nên dễ dàng và đẹp đẽ hơn. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ về material design là gì. Ok. Material design. Nó là một cái xu hướng mà nó là một cái xu hướng mà cái sự thiết kế và đơn giản tinh tế thường được ưa chuộng cho việc là thiết kế UI UX của những năm gần đây thôi. Thì nó có thiết kế như các bạn thấy là nó rất là đẹp. Ok, nếu như mà các bạn nào có hứng thú với material design thì có rất là nhiều nguồn học trên Google, chẳng hạn như materialdesign.io. Các bạn có thể tìm hiểu sau. Ok, mình xin tiếp tục. Tiếp theo là mình sẽ nói sơ về những cái công ty mà người ta dùng Blender để build sản phẩm của họ. Như chẳng hạn chắc chắn là sẽ có Google rồi. Google là anh cả, tại vì nó là ra vật được sinh ra. Ok. Ok, thì tiếp theo là mình sẽ nói tiếp về cái cách mà những bước các bạn có thể học Flutter. Đầu tiên thì muốn có được Flutter thì các bạn sẽ dùng những cái công cụ như Text Editor nè, hoặc là những cái IDE, sau đó các bạn sẽ cài tải một cái SDK về, giờ cài đặt và compile và chạy. Tiếp theo lát nữa về phần sau, phần thứ hai chúng ta sẽ được thực hành. Ok, thì Flutter nó có một cái hệ sinh thái rất là rộng lớn, tại vì nó là một cái open source cần phải cải tiến nhiều thêm. Thì nếu như các bạn có hứng thú mà contribute vô open source thì các bạn có thể lên GitHub và sub Flutter để contribute. Như hồi lúc trước thì DSC có một cái task là dịch Flutter từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì bây giờ vẫn còn hoạt động. Bạn nào có hứng thú thì hãy join chung với tụi mình. Thì với những cách chúng ta học Flutter thì nếu như mà đối với các bạn nào mà mới bắt đầu biết đến Flutter thì các bạn sẽ start from scratch rồi. Các bạn phải học về những cái như là Java nè, hoặc các bạn sẽ học về Dart, nó là một programming language chính của Flutter. Còn sau đó các bạn sẽ học nghiên cứu về compiler ngành, rồi sẽ coi về thế nào là stateless, rồi thế nào là stateful rigid. Còn đối với những bạn nào mà có kinh nghiệm mà có tới những cái công cụ lập trình khác hoặc là những cái platform khác như là React thì các bạn cái việc mapping qua giữa Flutter với React nó không có sự khác biệt nhiều thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Tiếp theo là sau khi mà các bạn có được cái nền tảng cơ bản về Flutter rồi, các bạn có thể là build một cái app nào đó xong rồi nhúng một phần nhỏ Flutter vào, ví dụ như các bạn muốn render cái màn hình thay vì là một cái app bình thường thì bây giờ các bạn nhúng Flutter vào render cho nó đẹp hơn, tại vì Flutter vẫn nổi tiếng về việc render về UI. Ok, còn đây là tổng quan về hệ sinh thái của Google khi mà develop sản phẩm. Thì có thể họ sẽ dùng Firebase để vừa có backend luôn rồi material design. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày hơi khô khan của mình. Thì để mình giới thiệu cho các bạn một số về những cái mà result của Flutter mà có vẻ xịn xịn của Google mới release thì nó là cái flutter.zskinner.com. Thì nó là những cái mảnh nhỏ, những cái phần nhỏ mà trước đây người ta đã release ra rồi, người ta đã có sẵn rồi, có sẵn link GitHub luôn, mọi người có thể lên và rồi về học tập về nghiên cứu thử, mình thấy nó khá là hay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thì
Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tham dự cái buổi workshop của với các bạn sinh viên rất là vui. Vừa tham gia Kahoot mà nãy giờ trả lời sai nhiều quá. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Sơn. Vai trò mình hiện nay thì mình làm Tech Lead. Trước đây thì mình làm ở công ty kinh tế, mạng xã hội kinh tế.vn. Nhưng gần đây thì mình chuyển qua Sitcom. Thì đây là một công ty mà có các công ty thành viên, ví dụ các bạn có thể nghe tên như là The Coffee House và Haravan. Thì trong vai trò là tech lead thì mình phải sử dụng khá nhiều, tiếp cận được khá nhiều công nghệ, thì trong số đó là Flutter. Thì hôm nay mình sẽ có giới thiệu các bạn một cái collab giúp bạn viết cái ứng dụng Flutter đầu tiên của mình. Thì trong cái buổi này á, thì mình sẽ đi qua các phần, đó là làm thế nào để viết một cái ứng dụng bằng Flutter và nó có thể hiển thị ở trên Android, iOS, web, và gần đây thì hỗ trợ cả các nền tảng desktop, ví dụ như là Windows, macOS hoặc là Ubuntu. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cấu trúc của một cái app Flutter đơn giản. Thì khi mà các bạn tạo một cái app từ cái template có sẵn của Flutter thì nó sẽ có một cái cấu trúc sẵn sẵn như vậy. Thì mình sẽ đi qua nhanh cái phần đấy. Một phần rất quan trọng đó là khi mà bạn sử dụng Flutter ấy, thì thường là mình có một cái nhu cầu đấy, nhưng mà các cái ứng dụng còn sẵn ở trong Flutter nó không đáp ứng được, thì mình sẽ phải dùng các cái package ở bên ngoài, giống như là cái thư viện ấy. Thì mình thay vì mình phải tự làm cái phần đấy thì mình dùng các thư viện, nó sẽ có sẵn và mình ứng dụng được vào trong cái app của mình, nó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thì trong cái việc mà xây dựng Flutter app thì nó có một khái niệm liên quan đến widget, thì có hai cái phần, đó là stateless và stateful, thì mình cũng sẽ giới thiệu về cái đấy. Thì và cái ứng dụng demo ở trong cái Colab này thì nó sẽ là xây dựng một cái ứng dụng mà có một cái danh sách, nó gọi là startup name. Thì như bạn thấy là ở nước ngoài á, thì khi mà họ nghĩ ra một cái startup name thì nó thường là những cái tên mà rất là hay ho. Thì đây là mình sẽ tạo ra ứng dụng để mà tạo ra những cái tên đấy, và khi nào ví dụ các bạn sinh viên đây mà có một cái startup mới thì bạn thể dùng ứng dụng này để nghĩ ra cái tên của mình cho nó thật là độc lạ, và người người dùng nghe cái tên là đã thích rồi, thì mình sẽ một phần nào mình đã thành công trên thị trường ha. Tuy nhiên thì trước khi vào cái phần về Flutter thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về ngôn ngữ Dart. Thì lúc nãy ở trong trong cái buổi trong cái phần Kahoot ấy, thì các bạn đã trả lời câu hỏi là ngôn ngữ để mà sử dụng framework Flutter thì chính là ngôn ngữ Dart. Thì mình sẽ đi qua một vài cái ví dụ về cái ngôn ngữ này để các bạn có thể nắm sơ qua được. Thì không biết là ở trong hơn 100 bạn trong cái workshop ngày hôm nay thì có bạn nào đã sử dụng ngôn ngữ Dart hay chưa? Như là không biết là có xem được chat lúc mà đang share màn hình không? Dạ rồi, có một số bạn feedback là sao rồi, còn có một bạn Thì sao bạn chưa chắc là các sao bạn thì ngôn ngữ Dart này thì là sẽ không phổ biến lắm. Ví dụ như ở trường cấp 2 thì một số bạn sẽ có tiếp cận được các ngôn ngữ khác, ví dụ là Pascal hoặc là C hoặc là Java. Thì ở đây là mình đang giới thiệu một cái ứng dụng Dart cực kỳ đơn giản. Nó chỉ có một cái hàm main, đó là khi mà vào ứng dụng Dart đầu tiên bao giờ nó sẽ tìm hàm main nó chạy. Và ở đây là mình sẽ có hàm main và nó làm một người duy nhất là in ra cái dòng chữ Hello World. Thì mình đang dùng một cái IDE là Visual Studio Code, thì nó có sẵn cái nút run ở đây, bây giờ mình sẽ bấm thử nha. Thì bạn sẽ thấy là nó in ra chữ Hello World và nó kết thúc. Tuy nhiên á, thì bạn có thể chạy cái chương trình này rất đơn giản, bằng là nếu mà bạn đã cài SDK của Flutter hoặc Dart thì bạn có thể gõ là Dart rồi đến tên file, sau đó Enter thì nó cũng sẽ là in được cái dòng chữ đấy. Thì ở đây có một số bạn là có thể bạn đã tiếp cận với C hoặc là Java. Thì bây giờ mình cũng so sánh luôn với các bạn về, ví dụ đây là một ứng dụng C này. Thì hai bên này sẽ thấy là bên Dart thì là có 3 dòng, C thì nó dài hơn một tí. Và có một điểm đặc biệt đó là Dart có thể chạy ở hai chế độ khác nhau, đó là chế độ compile và chế độ just in time, tức là khi mà bạn đưa cái file Dart này cho cái chính chương trình Dart là nó sẽ dịch và nó chạy luôn, và một kiểu khác là nó sẽ dịch sẵn trước thành một machine code, và đến khi nào chạy thì chạy cái machine code đấy thì nó sẽ nhanh hơn là nó dịch trực tiếp khi nó chạy á. Thì nhưng mà với C á, thì không phải như vậy.
C thì chỉ có một chế độ duy nhất là muốn chạy một chương trình thì bạn bắt buộc phải compile trước. Ví dụ ở đây mình sẽ compile nào. Là dùng vừa cộng cộng để compile cái file CPP này thành cái file binary, và sau đó mình mới chạy cái file đấy thì nó mới in ra chữ hello world. Thì ở đây Dart là có một cái điểm là nó tiện hơn là như vậy. Nó rất là tiện khi mà bạn muốn thử một cái gì đấy thì bạn chỉ được thay đổi số code và bạn chạy lại là được. Tương tự như vậy, nếu mà bạn nào đã quen được Java thì Java cái dòng lệnh để mà nó làm cái chương trình Hello World này nó cũng cỡ 5 dòng. Phải khai báo một cái class, rồi sau đó, cái class đấy cũng khai báo một hàm main ha. Và Java cũng gần giống như C, đó là bạn cũng phải compile nó bằng Java C rồi sau đó mới chạy Java theo cái file đã compile rồi thì nó mới in được ra như vậy. Còn Dart thì nhanh hơn. Thì đấy là một cái điểm đặc biệt của Dart, đó là nó hỗ trợ ở thực thi theo cả hai chế độ rất là tiện. Tiếp theo thì mình giới thiệu một chút về các loại biến ở trong 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 Dart. Đó là trong Dart ấy, thì mặc dù là bạn phải khai báo cái kiểu biến, ví dụ như là cái biến name này bạn bắt buộc phải khai báo nó là string. Tuy nhiên là khi mà mình khai báo mình có thể dùng một cái từ khóa tắt đó là var thì nó sẽ tự tự nhận biết là cái chuỗi đằng sau này là một cái string, nên là cái name này sẽ kiểu là string luôn. Tương tự với cái year ha, thì là mặc dù mình không khai báo year là kiểu gì hết, nhưng mà nếu mà mình gán cho nó giá trị đầu tiên là 1977 thì nó tự hiểu là cái year này sẽ là kiểu int. Tương tự với đây là một cái mảng, đây là mảng của các cái string, còn dưới này là một cái map. Ok, thì có một cái vấn đề ở đây, đó là khi mà mình làm như vậy á thì nó sẽ xảy ra một số vấn đề. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ ví dụ ha, bây giờ mình khai báo một cái biến là 31 là one này đi, thì mình phải print ra một tí để cho nó không gạch chân. Nó gạch chân ở đây tức là cái biến này chưa được sử dụng. Thì sau khi mình khai báo 31 là one thì Dart sẽ hiểu cái biến 3 này sẽ là kiểu string này, khi mình di chuyển vào sẽ hiển thị lên. Và nếu mà mình ở ngay dưới sau đó mình gắn cái 31 này là bằng one one thì đấy vẫn là một cái string thì sẽ không sao cả. Nhưng nếu mà vì một lý do đấy mình gắn nhầm 31 là một cái số đi thì sẽ bị gạch chân ngay. Và đây là sẽ ghi là một cái biến kiểu int thì không thể gắn vào cho biến kiểu string được. Thế thì làm thế nào để mà xử lý được cái vấn đề này? Đó là mình, nếu mà bạn bắt buộc một cái biến mà phải giữ nhiều kiểu ấy thì Dart hỗ trợ cái đấy luôn. Đó là mình phải khai báo là dynamic. Dynamic này có nghĩa là cái biến đấy thích giữ một cái value kiểu gì cũng được. Thì đây là một cái công cụ mà rất là tiện nếu mà bạn nào đã chuyển sang Dart từ ví dụ JavaScript hoặc là PHP ấy, thì sẽ thấy nó rất là tiện. Tuy nhiên là kinh nghiệm của mình thì là làm như vậy thì sẽ khả năng bug vì sao rất là nhiều, vì một cái biến mà mình không nắm chắc được cái kiểu dữ liệu của nó thì nó sẽ xảy ra nhiều cái trường hợp mà mình khó có thể dự đoán trước được. Một vấn đề khác của biến ở trong Dart đó là ở trong Dart 2.12 á, ở trong Dart 2.12 thì đưa ra khái niệm là not null by default. Với các bạn ở đây á, thì nếu mà bạn vừa mới tiếp cận với Flutter vào thời điểm này thì các bạn sẽ ngay lập tức vào một cái thế giới gọi là thế giới not null by default, là một cái thế giới nó sử dụng an toàn hơn nhiều. Mình ví dụ như là trước đây khi bạn sử dụng một cái biến thì bạn không biết chắc là nó là kiểu string hay nó là kiểu null. Null tức là nó type của nó là string, nhưng mà nó lại có thể giá trị null, khi nên là khi mình lấy một cái độ dài của nó chẳng hạn thì mình sẽ bị lỗi truy xuất là không thể sử dụng được cái kiểu null đấy. Thì với Dart 2.12 và Flutter 2.0 ấy, Flutter 2.0 thì đi kèm với Flutter thì đi kèm với Dart 2.12 ha, thì là nó bắt đầu bật lên cái chức năng là not null by default. Thì nó an toàn hơn ở điểm là bình thường ấy, khi bạn khai báo một cái biến kiểu string và giá trị là one thì ở với Dart 2.11 phiên bản trước thì bạn sẽ có thể gán được là string một bằng null, nhưng với 2.12 thì ngay lập tức bị báo lỗi, đó là cái biến s-string một này không thể chấp nhận giá trị null được. Tuy nhiên là Dart là một rất là flexible nên nó vẫn cho phép bạn làm được đấy, nhưng mà chỉ có điều là
bạn sẽ phải chỉ định rõ ràng ra, và khi bạn đã chỉ định rõ ràng như vậy thì bạn phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thì nếu mà mình muốn gắn string bằng null thì mình sẽ phải khai báo là cái kiểu đó là string hỏi chấm, có nghĩa là cái biến này có kiểu string hoặc là null. Thì lúc đấy ở dưới này sau khi mình sử dụng thì mình có thể gắn nó lại là null được, chứ không thì sẽ không bao giờ gắn là null được. Thì đây sẽ là một cách để mà mình đảm bảo cái logic của mình bao giờ cũng sẽ chạy đúng. Okay. Tiếp theo là mình giới thiệu một chút về các cái mẻ rẽ nhánh ở trong cái dòng lệnh. Thì DART á, về cấu trúc của nó rất là giống các ngôn ngữ khác ở cái phần này. Có sẽ có rẽ nhánh ví dụ như là if, else, rồi for. Ví dụ mình cần di chuyển qua các thành phần ở trong array mình sẽ dùng for, hoặc là khi mình cần một cái vòng lặp với điều kiện ở đấy mình dùng while. Thì ở đây là đây cái chương trình này là nó sẽ dùng cái điều kiện đấy để nó chạy. Các bạn có thể thấy là okay. Mình chạy lại trên này ha. Các bạn có thể thấy là đây mình có một cái dòng lệnh là import. Tại sao lại import ở đây? Nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà mình đã khai báo những cái biến này ở cái file 002, là những cái file name, year, rồi flyby object ấy, thì ở cái file 003 này mình có thể import nó vào. Cái này áp dụng cho các cái thư viện bên ngoài, ví dụ như cái các thư viện bên ngoài, package bên ngoài, hoặc là những cái file ở trong cùng cái ứng dụng của mình thì mình có thể import vào được để sử dụng, để tái sử dụng. Thì ở đây là ở cái file 03 này mình import các cái nội dung của file 02 và sử dụng nó trực tiếp luôn, không cần phải khởi tạo lại. Ví dụ giá trị year này nó sẽ lấy giá trị khai báo ở bên 02 và nó in ra. Thì tại vì year ở bên 02 mình đang để là 1977 ha, thì khi vào cái if này thì rõ ràng nó sẽ rẽ nhánh và nó rơi vào cái trường hợp dưới, đó là thế kỷ thứ 20. Bây giờ mình sẽ thử để sửa bên này, đó là 2021 đi, là năm nay ha. Rồi mình chạy lại thì nó đã rẽ nhánh vào cái if ở phía trên, đó là thế kỷ 21. Tương tự như vậy thì là về cái vật rẽ nhánh gặp vòng lặp for vòng while. Từ trước, từ nãy đến giờ á, thì mình có một cái hàm mà mình dùng rất nhiều, đó là hàm hàm main. Thì khai báo hàm ở trong DART á, thì mình sẽ khai báo là void ở đây, vai trò nó là cái giá trị trả lại của hàm, main là tên của cái hàm đấy. Thì khuyến cáo á, là mình nên trả lại một giá trị thì mình nên khai báo nó. Bạn hoàn toàn có thể ghi là dynamic ở đây, tức là cái hàm này muốn trả về một cái kiểu gì cũng được. Tuy nhiên là đấy là một cái best practice và mình nên hạn chế sử dụng. Và một cái hàm thì thường chỉ nên trả lại đúng một kiểu dữ liệu và mình phải khai báo đó, để khi một cái hàm bên ngoài gọi cái hàm của mình ấy, thì nó biết được là nó expect cái gì, nó biết được là input là gì và output là gì. Thì người ngoài nhìn vào người ta sẽ dễ debug hơn, đặc biệt là trong ứng dụng càng ngày càng phức tạp hơn thì mình nhìn cái hàm cái là mình biết nó sẽ làm gì. Chứ cái hàm nào trả về dynamic thì sẽ phải nhảy vào code để xem nó trả về cái gì thì rất là mất thời gian. Ở trong hàm đó thì mình có thể khai báo những cái parameter, tức là những cái input của hàm đó. Ví dụ như cái hàm Fibonacci này nó nhận vào một cái số là số n, số n là kiểu in, và nó sẽ tính, gọi là đây tính đệ quy đấy. Không biết các bạn đã có thằng quen với cái nhận đệ quy không, thì đệ quy tức là một cái hàm nó gọi chính nó để tính số Fibonacci. Okay. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một khái niệm cũng khá quan trọng, đấy là khái niệm liên quan đến class, đối tượng. Thì ở trong trong DART thì đây là ngôn ngữ mà hỗ trợ hướng đối tượng, nhưng mà nó sẽ khá là đơn giản và giống các cái ngôn ngữ khác mà các bạn có thể là tiếp cận rồi. Ở đây thì mình có một cái ví dụ là một cái class này có những cái properties, ví dụ như là ở đây có một cái property tên là name, kiểu là string. Một cái property khác tên là launch date, tức là cái ngày mà cái tàu vũ trụ này nó bắn lên không trung ấy, bắn lên quỹ đạo ha. Ở đây là nó dùng là date time hỏi chấm á, thì đó chính là lúc nãy mình có giới thiệu, đó là hỏi chấm là cái này nó có thể là null và nó không nhất thiết là phải gắn cái giá trị cho cái launch date. Với một cái hàm class thì là mình có thể khai báo những cái constructor. DART thì ở đây sẽ cho mình một cái syntax gọi là shorthand syntax, là mình có thể nhanh chóng gán cái giá trị truyền vào ở trong cái constructor vào thẳng cái property này. Nếu các bạn nào đã dùng Java hoặc là các ngôn ngữ khác ấy,
thì nhiều khi là các bạn nhận vào một cái parameter constructor nhưng sau đó là dán gán lại là this name bằng name, this launch date bằng launch date ha. Thì rất nhiều người khác là mình phải làm như vậy, nhưng mà với Dart không cần, họ cho phép là nếu mà mình trong cái parameter của cái constructor mình nhập là this chấm cái gì đấy thì nó sẽ gán thẳng chi tiết cho mình luôn, và trong này mình chỉ để, mình không phải gõ lại cái phần đấy, nó sẽ gọn gàng cốt mình hơn. Một khái niệm đặc khá là hay và không phải ngôn ngữ nào cũng có, đây là getter. Ví dụ như đây mình có một cái getter nó gọi là launch year. Cái này nó giúp cho mình là khi mà sử dụng một cái property ấy, thì nó nhanh hơn. Nếu mà lúc nào mình muốn lấy launch year mình cũng phải vào launch date xong mình lấy year của nó ấy, thì cái mình phải gõ rất nhiều hơn đúng không? Nhưng đây mình hay vào sẵn một cái getter launch year thì mỗi khi nào mình cần cái năm mà nó launch thì mình gọi thẳng cái launch year là được, và không cần phải quan tâm đến là phải vào launch date rồi từ launch date để lấy year của nó. Trong class thì mình sẽ phải báo những cái gọi là hàm. Ví dụ đây mình có hàm tên là describe, nó khai báo hàm thì ở trong class thì giống như khai báo hàm ở bình thường thôi, cũng đây là cái void này sẽ là cái kiểu giá trị trả về của cái hàm đấy và một cái danh sách parameter nếu có. À, bây giờ mình sẽ chạy thử cái này ha. Thì cách sử dụng của cái hàm á, của cái class á, là mình sẽ khai báo một cái biến, ví dụ void và mình khai báo khởi tạo một cái statecraft, chuyển cho nó là phần này sẽ là this name này. Đây, lúc nãy constructor mình có hai parameter đó là this name và launch date ha. Thì cái đầu tiên cái void f1 này sẽ là name, còn cái này sẽ là launch date. Thì có một cái đối tượng voyager là tên là voyager 1 và launch date là 1977. Đây, và trong cái hàm main này mình sẽ gọi cái hàm describe của cái đối tượng đấy. Mình sẽ chạy thử. À, thì nó sẽ in ra là spacecraft tên là gì và nó launch vào năm nào và nó trả về là năm đấy là 43 năm trước. Thì chính là trong cái hàm này mình vừa khai báo đây. Ở cái code này thì mình có để trên GitHub. Nếu mà bạn nào biết thì mình có thể tập để xem, nhưng mà nó cũng khá đơn giản ha. Trong lúc mình trình bày nếu mà có gì nhanh quá thì các bạn có thể chat nha, tại vì mình vẫn theo dõi phần chat. Thì cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu về một cái khái niệm liên quan đến là cái đối tượng đó là inheritance. Inheritance thì trong Dart ấy, thì trong Dart thì nó chỉ có single inheritance, nó không giống như trong C bạn có thể inherit từ nhiều thằng bố khác nhau, nhưng mà Dart thì là giống Java hơn, là chỉ inherit từ một thằng bố thôi. Ví dụ như ở đây mình có thằng orbiter là extends, giống như là thằng khai báo là con á của spacecraft, và trong cái class orbiter này thì mình có một cái constructor nó nhận vào những cái parameter này. Thì các bạn thấy đây á, cái parameter này có hai cái đầu tiên. Có một vài bạn đang có câu hỏi trong phần chat. Mình đã thấy rồi, mình sẽ trả lời nốt cái phần này ha, xong mình sẽ back lại hai câu hỏi đấy. Thì trong cái class orbiter thì là các bạn để ý là sẽ có thấy ba parameter, trong đó hai cái là name và launch date thì nó chuyển thẳng cho super, tức là thằng constructor bố của nó, chính là chuyển cho thằng spacecraft ấy. Còn cái altitude này là một cái property mới và chỉ ở trong orbiter có thôi. Thì cái ý tưởng của cái inheritance trong Dart nó là như vậy. Có một bạn hỏi là tại sao trong cái 03 lại nhận được các variable của 02. Thì đó là vì trong này mình đã sử dụng cái cấu trúc là import. Nếu bây giờ mình xóa cái dòng này đi nha, thì mình sẽ báo lỗi ngay, là vì nó không tìm thấy được là undefined name year, vì là nó không tìm thấy cái biến này khai báo đâu cả. Và do nó là một cái strong typing, đáp một cái strong typing nên là không tìm thấy, nó sẽ báo lỗi và mình sẽ không chạy được cái hàm này. Nó không cho chạy luôn. Thì đó là nhờ câu lệnh import. Thì import thì nó sẽ gọi tất cả những cái nội dung ở trong cái file mà được đề cập đến. Ví dụ đây là import 202. Thì ở trong 202 mình có khai báo cái name là name rồi, nên là nó sẽ là tìm thấy cho name. Có một cái đoạn là chia cho 365 đúng không? Ok. Thì cái chia cho 365 này á, tức là bình thường khi bạn chia, ví dụ bạn chia đây mình sẽ ví dụ rồi.
khi bạn thực hiện phép chia ở trong trong DAT ấy, thì là nó sẽ chia giống như là toán tiểu bình thường thôi, là 1.000 chia cho 3 tất nhiên bằng 333,33. Nhưng có những trường hợp mà mình muốn chia mà mình chỉ lấy phần nguyên thôi thì mình sẽ dùng cái toán tử là ngã gạch chéo. Bây giờ lúc nãy là mình chia là 1.000 chia cho 3 thì nó là 33,332. Bây giờ mình sẽ lấy 1.000 ngã gạch chéo 3 để xem ra là gì. Nó sẽ chỉ ra là 33 thôi. Thì đấy là ý nghĩa của toán tử ngã trong gạch chéo. Mình có thể export một số biến cụ thể trong một file bằng cách là cái này là một cái quy ước. Tức là với những cái biến nào mà tên của nó bình thường như thế này thì là nó sẽ được export. Còn những cái biến như thế này thì là ví dụ ở trong file 02 ha. Ở trong file 02 mình khai báo là name bằng void one và gạch dưới name bằng oops. Thì ở trong cái file 03 ấy, mặc dù nó import 002 và nó sẽ dùng được là name. Xóa lại cho dễ hiểu ha. Nó sẽ tìm được cái biến name để nó in ra name bằng void one, nhưng mà nó sẽ không bao giờ tìm được cái biến gạch dưới name, tại vì đây là cái quy ước của DAT. Những cái tên nào mà có dấu gạch dưới thì nó không export, còn những cái tên nào khai báo không có dấu gạch dưới thì được export. Cái này áp dụng cho biến constant và hàm và class luôn. Nói chung tất cả những cái gì mà khai báo có gạch dưới là sẽ không export, còn không gạch dưới là sẽ có export. Còn khi mà bạn có một cái từ khóa là từ khóa export á, thì là nó đặc biệt ở điểm là mình có thể export những cái nội dung của cái file khác. Tại vì trong cái file của mình ấy, thì mình khai báo là mặc định export luôn rồi. Nếu mà mình khai báo van name là mặc định export luôn. Nhưng nếu mà mình muốn khai báo từ một cái file khác, ví dụ từ file 03 mà tôi muốn khai báo khi mà anh dùng cái syntax là export ấy, thì những cái file nào import file 03 nó sẽ lấy được cả những nội dung của file 02 luôn. Còn nếu mà mình không có cái cấu trúc export ấy, thì là nó sẽ chỉ lấy được những cái file báo trực tiếp thôi. Gạch dưới ở bất kỳ đâu thì nó cũng không export. Cái này chỉ áp dụng cho cái level bên ngoài. Cái level bên ngoài nghĩa là sao? Tức là ví dụ trong trong file 02 này mình có một cái class là một cái class A. Thì cái class này là khai báo ở cái tầng là bên ngoài. Nên là cái class này nó mặc định là nó sẽ dùng được ở bên 03 luôn. Ví dụ như ở đây là mình có thể khai báo là A bằng class 3. À, nó được luôn. Nhưng mà trong cái class này, nếu mà mình có một cái hàm là hàm một gì đấy, thì cái hàm một này ở phía bên 03 nó sẽ không bao giờ gọi được. Những cái gì mà để gạch dưới thì nó sẽ là scope của nó sẽ là chỉ trong cái file đấy thôi. Còn những cái gì không gạch dưới thì là nó sẽ được export ra ngoài. Và những ai mà import á, thì sẽ đều sử dụng được những cái mà export ở bên ngoài thông qua cái scope đấy. Có một câu hỏi rất hay của một bạn đó là trong DAT thì final khác const như thế nào? Okay. Trong DAT thì final khác const ở một điểm đó là nếu mà bạn dùng const ấy, và về mặt sử dụng thì final với const là tương đương nhau. Là một khi mình đã khai báo một cái giá trị, ví dụ như là cái final va 2 bằng 2 là mình không bao giờ gán nó thành cái giá trị khác được. Gán là thế nào thì báo lỗi. Constant cũng vậy, đã khai báo constant là forever thì không bao giờ mình gán một cái giá trị constant khác được. Về mặt sử dụng nó giống nhau, nhưng về mặt memory thì nó khác nhau. Với cái constant ấy, thì khi mà DAT mà compile file ra khi mà DAT compile một cái file ấy, thì nếu mà một cái biến được khai báo là constant thì nó sẽ bundle cái giá trị đấy vào trong cái file đã compile được, và mỗi lần sử dụng cái constant đấy á, là nó sẽ gọi vào cái vùng nhớ đấy và nó sử dụng lại. Tức là cái constant đấy nếu mà mình có khai báo ở nhiều chỗ khác nhau, nếu mà cùng một giá trị thì nó vẫn chỉ tốn một lần vụ nhớ thôi. Còn nếu mà là final á, thì mỗi lần mình khai báo final là nó sẽ tạo một vùng nhớ riêng cho cái đấy, mỗi lần khi chạy nó mới tạo cái vùng nhớ cho cái biến final. Thì nó là một cái phần nó liên quan đến optimization
thì các bạn quan tâm đến cái vấn đề đấy ngay từ đầu để mình nắm được là tốt. Tuy nhiên là mình không nên quá quan tâm nó vì nó là một cái micro optimization, và khi mà mình cái ứng dụng của mình nó phải có một độ phức tạp nhất định thì mình mới cần đụng đến cái phần đấy. Thì các bạn biết là như vậy, thì nhưng mà khi bạn ứng dụng của bạn phát triển mạnh hơn thì bạn sẽ thấy cái khi mà mình ứng dụng vào mình sẽ hiểu giá trị nó nhiều hơn. Có một bạn hỏi là cái biến là gạch dưới và và a và một cái biến là và gạch dưới a thì chỉ có cái này là private này, còn cái này nó vẫn là public, nó chỉ kiểm tra cái dấu gạch dưới ở cái giá trị đầu tiên thôi ha. Có một bạn hỏi là Dart có hỗ trợ null safety hỏi chấm chấm không? Có. Ví dụ như ở đây mình có cái hàm là có cái biến là string 2 là kiểu string hỏi chấm, tức là nó có thể null ha. Thì mình sẽ xóa cái đi một chút, xóa các bạn này đi cho nó gọn này. Đấy. Giờ mình chạy cái hàm này, nó sẽ in là true. Mình chạy cái hàm này, nó sẽ in là 3 ha, tại vì cái độ dài của cái string 2 này là cái độ dài của nó là có 3 ký tự nên là 3 á. Tuy nhiên nếu mà mình gán cái này của một cái logic nó xyz phức tạp ở đấy mà cái string 2 này nó bị gán là null đi, thì có phải cái ông ở dưới này ông sẽ bị là mình null không? Thì mình sẽ dùng cái toán tử mà các bạn vừa hỏi, gọi là mình không nhớ tên chính xác của nó nhưng mà nó là null safe access, là hỏi chấm chấm, là ý nghĩa của nó là gì? Nếu string 2 là null thì trả lại toàn bộ là null luôn, còn nếu string 2 khác null thì trả lại cái giá trị của len. Bây giờ mình sẽ run thử đó. Thì bây giờ với string 2 là null thì nó in là null luôn, và nếu mà không có cái dòng này thì nó sẽ chạy bình thường. Tại vì đây là cái biến của mình khai báo trực tiếp rồi nên là cái compiler nó biết được luôn là cái biến này nó... Nhưng mà trong Dart thì có hỗ trợ cái toán tử này nhá. Lúc nãy chắc là mình trả lời chưa rõ là với cái gạch dưới va thì không export, đúng rồi. Nhưng va gạch dưới thì có export không? Thì câu trả lời này là không export nha bạn. Nó chỉ xét cái dấu gạch dưới là cái chữ đầu tiên, ký tự đầu tiên là nó xét thôi, còn các ký tự sau đấy thì là gì cũng được. Dart có option chaining cho object không ạ? Có. Dart có option chaining. Dùng cái toán tử null safe ấy thì bạn có thể là chaining được. Ví dụ như là ở đây thì setup cái đấy hơi khó nhưng mà có thể dùng được. Nếu mà chắc là bạn này đã dùng JavaScript rồi á thì là có thể dùng option chaining. Nó chính là cái null safe access á, cái hỏi chấm chấm á. Ok. Nếu vậy thì nếu mà không có hỏi nào nữa về phần Dart thì có lẽ là mình sẽ đến một cái phần nghỉ giữa giờ. Ok, mình sẽ đi thêm một phần nữa ha. Rồi mình sẽ nghỉ giữa giờ tại vì cũng khá sớm. ok, thì đó là liên quan đến setup cái môi trường Flutter. Thì theo mình biết là các bạn tham gia cái workshop này thì các bạn đã được hướng dẫn về cái setup này rồi đúng không? Là mình sẽ tải cái SDK đấy từ Flutter Dev. Chắc là bạn đã làm được rồi, mình chỉ ví dụ là thôi, ví dụ mình dùng Windows thì mình sẽ tải cái file zip để về, mình ăn zip nó ra là mình sẽ dùng được ngay. Nếu bạn dùng Mac thì là macOS và nó có các hệ thống khác ở đây. Ngoài ra thì cần có một cái emulator hoặc là simulator. Thì trong cái Codelab này thì mọi người hướng dẫn các bạn dùng Android Studio. Thì khi mà bạn cài Android Studio thì mặc định là sẽ có được Android emulator. Thì cái đấy thì mình sẽ không demo ở đây.
Tuy nhiên là do máy mình làm mát nên mình sẽ dùng simulator cho nó nhanh hơn. Tại vì emulator thì nó cũng hơi chậm. Các bạn có biết sự khác nhau giữa simulator với emulator không nhỉ? Mình hỏi câu ngoài lề, có bạn nào biết không nhỉ? Sau khi mà bạn cài phát tờ á, thì các bạn sẽ có thể gõ được một câu lệnh, đó là để kiểm tra xem mình đã cài xong hay chưa, đó là flutter doctor, bác sĩ, trừ v nó sẽ cho nhiều thông tin hơn, nếu mà không có trừ v nó ít thông tin ạ. Thì thường là mình có trừ v thì ví dụ đây là mình nó sẽ trả về thông tin là flutter channel stable. Cái này rất quan trọng. Google á, thì cái team team xin lỗi không phải Google mà là team Flutter thì là release Flutter theo 3 channel và nó có các độ coi như tính ổn định khác nhau. Channel mà ổn định nhất thì là channel stable. Stable nghĩa là gì? Nó sẽ ra phiên bản mới khoảng một tháng một lần đấy, và nó là có thể đảm bảo tính ổn định để các bạn sử dụng cho các ứng dụng thực sự production. Ngoài ra có channel là channel beta, là có những cái chức năng mà mới và nó sẽ chủ yếu là hướng đến những người phát triển các cái package nhiều hơn, tại vì beta nếu phổ thì nó stable. Và có một cái channel coi như là release mấy ngày mấy lần một ngày, đó là channel dev, thì là có chức năng rất mới, những cái pull request nào là vừa mới merge một cái là có thể nó sẽ có ngay ở channel dev. Thì thường thì chúng ta sẽ dùng stable ha, tại vì khi mình dùng app thì khi mình develop app ấy, thì mình mong muốn nó ổn định, mình dùng stable. Nếu bạn nào quan tâm mà bắt đầu làm về package các thứ thì có thể sẽ quan tâm đến beta nhiều hơn. Ở trước đây á, thì Flutter web là sẽ chỉ ở channel beta thôi, còn Flutter desktop thì như là phải channel dev. Nhưng mà từ khi Flutter 2 ra mắt thì channel stable là có web luôn, và channel stable cũng có bản 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 desktop. Nhưng mà cái chế độ desktop ở trong stable thì nó không được cập nhật bằng là dưới beta. Thì nhìn chung khi mình tải về từ Flutter Dev là mình sẽ dùng là channel stable. Hiện tại đây nó sẽ thông báo là mình đã dùng 2.2.1 thì như là bản mới nhất rồi. Và có dat version là 2.13 ha. Thì ở trong đây là máy mình thì đã cài hết rồi, ví dụ như là Android Studio, Xcode rồi Visual Studio Code. Thì tại vì mình dùng Visual Studio Code cho nhẹ á, Android Studio thì hơi tốn RAM một tí, nhưng Android Studio thì cảm giác nó hỗ trợ nhiều hơn. Thì các bạn nếu mà mới có thể dùng Android Studio sẽ hỗ trợ khá là mạnh. Sau khi mà mình có ứng dụng đã cài Flutter xong á, thì mình sẽ có thể tạo những cái ứng dụng. Mặc dù em đã cài Android Studio nhưng vẫn không đi tách được ạ. Cài Android Studio không đi tách được, không biết là bạn dùng hệ điều hành gì nhỉ? Tại vì theo mình biết thì Android Studio khá là ổn định ấy. Lần nào scan là nó cũng ăn luôn. Thì cái này không chắc lắm, chắc là phải lên GitHub hoặc là hỏi sau ha. Thì câu này mình chưa trả lời được nghe. Bạn có thể sử dụng Visual Studio Code, cái đấy tải về khá nhanh, nó nhẹ hơn Android Studio á, thì bạn thử thử tải cái đấy về thử xem. Sau khi mà mình cài Flutter và mình đảm bảo là cái Flutter Doctor nó chạy có dấu check xanh hoàn toàn như này thì chứng tỏ là Flutter đã cài thành công, thì mình có thể sử dụng câu lệnh là Flutter create để tạo một cái app mới. Thì khi mà mình tạo app mới thì nó chỉ đòi hỏi duy nhất một cái tham số cho cái dòng lệnh này, đó là tên của cái thư mục sẽ tạo cái app đấy. Ví dụ như đây là mình sẽ tạo ra một cái app tên là Startup Namer đấy, thì là ý tưởng từ đầu lúc mà mình vừa trình bày là mình sẽ tạo cái app mà cho mình generate tên cho startup á, thì mình sẽ tạo một cái project tên là Startup Namer. Tuy nhiên là cái Flutter Create này á, bản chất của nó là sẽ hỗ trợ rất nhiều param. Nếu mà bạn nào quan tâm thì bạn có thể gõ Flutter Create rồi gạch gạch help, sẽ thấy là nó hướng dẫn sử dụng rất nhiều. Bạn có thể truyền các tham số cho nó để cho phục vụ mô hình của mình. Nhưng mà trong cái buổi hôm nay á, thì mình sẽ chỉ là tạo cái startup name thôi. Ok.
mình tạo ra rồi ha. Bây giờ mình sẽ mở bằng Android Studio để các bạn xem. Startup demo. Sao nó đỏ lẻ này? À, tại vì là khi mà tạo một cái project mới ấy, thì là các cái package là nó chưa được khởi tạo đầy đủ nên là nó sẽ bị đỏ này, thì chờ một lúc để Android Studio nó tải về. Có vẻ được rồi đấy. Đây thì đây là một cái file, một cái file khi mà bạn tạo một cái project ở trong Flutter thì nó sẽ tạo ra một cây thư mục như này. Nhìn thì hơi hoảng hốt một tí thôi nhưng mà thực ra là mình sẽ không quan tâm nhiều lắm đâu. Thì có ba thư mục liên quan đến ba cái platform mà cái ứng dụng mình sẽ chạy, đó là Android, iOS và web. Khi mà bạn khởi tạo ứng dụng ấy, thì bạn có thể chỉ định là ồ cái ứng dụng này tôi chỉ muốn chạy trên Android thôi, thì nó sẽ bạn có thể chỉ định điều đấy và nó sẽ chỉ tạo thư mục Android thôi và nó không tạo thư mục iOS hoặc là web. Tuy nhiên mặc định nó không nói gì nó sẽ tạo hết, đó là Android, iOS và web. Thì ba cái thư mục này nếu mà mình là một người mới tiếp cận thì nó cũng khá là an toàn để mình bỏ qua ba thư mục này, mình không cần mở ra xem nó là gì luôn, vì ba cái thư mục này hầu như là những cái file mà Flutter nó take care hết rồi, nó generate ra, nó tạo sẵn rồi, mình không cần quan tâm, không cần mở ra xem luôn. Mình quan tâm duy nhất đó là thư mục lib có file main.dat và một cái file nữa là file pubspec.yaml. Thì cái file pubspec này nó là, nếu bạn nào đã làm JavaScript thì nó giống cái file package.json á. Nó khai báo xem là cái ứng dụng của mình có tên là gì và nó có những cái dependency nào. Ví dụ như ở đây thì nó đang có dependency là, hình như là cái này nó hơi bé đúng không? Đưa xe code để cho nó zoom to này, các bạn dễ nhìn hơn nha. Bên đấy, bên này to hơn. Cái file pubspec này nó có một phần đó là dependency này. Là sao? Ở đây đang khai báo là mình sử dụng dependency là Flutter và một cái package tên là Cupertino Icons. Thì cái hai cái package này á, cái dependency Flutter thì mình bắt buộc phải chỉ định, tại vì là cái ứng dụng mình là ứng dụng Flutter. Nếu mà mình xóa này đi á, là những cái widget có thể là nó sẽ không nhận đâu. Thì cái này là mình sẽ luôn luôn là để. Còn cái Cupertino icon đó, là một cái package nó cung cấp những cái icon của cái phong cách của iOS. Thì thường là mình cũng hay xóa cái package này đi, nhưng mà nếu bạn nào thích cái phong cách đấy thì có thể là ngoài ra thì có một cái dev dependency, tức là môi trường khi mà mình build app để ví dụ đưa lên Play Store và App Store thì nó sẽ chỉ có cái dependency production thôi. Còn developer dependency nó sẽ không kèm vào gì, nó đảm bảo cho cái ứng dụng của app nó nhẹ nhất có thể. Và cuối cùng thì là nó khai báo những cái từ khóa liên quan đến Flutter, như đây là có sử dụng cái material design không. Lúc nãy bạn ở DSC có giới thiệu về material design ấy, thì lát nữa mình sẽ giới thiệu một chút qua về cái material design này ha. Và trong cái file pubspec mặc định của Flutter sinh ra thì nó có rất nhiều comment. Các bạn có thể đọc cái này để hiểu thêm là từng cái nội dung này nó khai báo là gì. Ok, thì đấy là cái file prospect. Ngoài ra còn cái file thứ hai mình quan tâm ấy. File thứ hai mình quan tâm đó là file main.dat nhá. Vừa sửa code mình đã bị ngốc rồi nên là mình phải khởi động lại. Cái thứ hai là file main.dat nha. Thì cái file này á, cái file này thì là nó có hàm main, tại vì nó là Flutter cuối cùng thì cũng là dat thôi nên nó bắt buộc là phải có hàm main. Và trong hàm main này nó gọi cái hàm run app. Hàm run app này là của Flutter cung cấp cho mình với một cái app mình tên là my app. Thì cái app default á nó dài đến 100 dòng lận, nhưng mà mình sẽ tạm thời là mình không dùng cái app default này, nhưng mà mình vẫn chạy thử các bạn xem là nó sẽ lên ứng dụng như nào. Ở trong cái column này thì mình có một cái app đơn giản hơn nhiều,
app default của Flutter nó phức tạp quá nên là sẽ không ở trong Colab này, nên là mình chỉ chạy thử để các bạn nắm được thôi. Thì nó có cái nút run ở đây này. Khi mình run thì là Visual Studio Code nó sẽ dùng Xcode để build cái ứng dụng của mình chạy lên cái simulator này. Ví dụ khá nhanh. Cái ứng dụng default thì nó có một cái chức năng duy nhất là hiển thị ra là bạn đã bấm cái nút bao nhiêu lần. Mỗi lần bấm này thì nó nhảy lên thôi. Thì đấy là toàn bộ ứng dụng default. Lát nữa thì chúng ta sẽ có một cái ứng dụng lát nữa thì mình sẽ dùng một cái ứng dụng mà để chuẩn bị cho cái Colab này, là ứng dụng mà nó đơn giản hơn nhiều, là nó chỉ có cái dòng chữ là welcome to Flutter thôi. Thì cái ứng dụng mà mình sẽ làm việc sau cái giờ nghỉ sẽ là ứng dụng welcome to Flutter này, nó đơn giản hơn. Cái ứng dụng kia nó phức tạp quá. Sau khi cái giờ nghỉ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái file main.dat mà chúng ta đang làm việc ở đây, và bắt đầu code một tí để hướng đến cái ứng dụng mà mình đang hướng tới, đó là một cái ứng dụng mà sinh ra tên cho startup. Thì chắc là chúng mình sẽ nghỉ 10 phút ha. Chứ không phải là Quách. Không phải là của package chỉ của Flutter. Ví dụ như cái package English one này là DART, là bất cứ một cái project nào dùng ngôn ngữ DART đều có thể dùng được. Tại vì có thể các bạn không biết nhưng mà DART này có thể dùng để làm Angular DART, tức là làm frontend á, làm frontend hoặc là thậm chí có thể làm backend cũng được luôn, đều có thể dùng DART. Thì cái package English one này là một cái DART package và dùng được ở tất cả các platform mà DART chạy được. Đương nhiên là nếu mà DART đã chạy được thì Flutter sẽ chạy được hết. Thì bây giờ để mà sử dụng cái một cái package á, thì mình sẽ cần khai báo của nó ở trong cái file pubdev lúc nãy, phần dependency á, là ok tôi muốn dùng cái package là English word đúng không, vào cái tab installing này sẽ hướng dẫn là làm thế nào để mà thêm cái package này vào trong cái của mình. Thì có hai cách, một là vào command line và gõ cái dòng này flutter pub add English word, hoặc là vào sửa file pub spec ha. Thì bây giờ anh sẽ copy cái bằng này, anh chạy ở đây cho nó đúng hướng dẫn sử dụng. Chứ còn bình thường thì nhiều khi là gõ thẳng vào pub spec cho nó nhanh. Đây. Flutter pub xong rồi add English word, giờ mình enter một cái xem nó sẽ làm gì nha. Đó, nó thêm English word 2 chấm một cái dấu mũ và 4.0.0. Cái này có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là depend sử dụng package English word ở pub.dev với version ít nhất là 4.0, tối đa là 5.0. À không, xin lỗi, phải là 4 chấm, ý là ít nhất là 4.0.0 nhưng mà phải nhỏ hơn 5.0.0, tức là sẽ có thể là 4.9999 gì đấy nhưng nó không được lên 5.0. Thế thì đấy là ý nghĩa của cái dấu mũ này. Thì khi mà bạn khai báo dependency thì có rất nhiều cách khai báo. Một cách đơn giản là bạn không có dấu mũ gì thì tức là bạn chỉ depend vào một cái version của cái package đấy thôi. Nếu mà có dấu mũ thì có nghĩa là cái major sẽ có dấu mũ, tức là nó chỉ ở cái major version đấy thôi. Nếu mà đang dấu mũ với 4.0 thì nó sẽ chỉ dùng cái phiên bản 4.0 hoặc maximum là 4.999. Nếu mà 4.0 ấy thì sẽ là chỉ sử dụng major version. Nhưng mà có một cái cách khai báo mà nó rõ hơn là có thể là lớn hoặc bằng 4.0 và nhỏ hơn 5.0. Thì nếu khai báo như thế này này, nếu khai báo dài dòng như thế này
thì là nó sẽ áp dụng cả hai điều kiện, thì là khi khai báo cả hai điều kiện này nó sẽ tương đương với cái dấu mũ. Có một cách khai báo khác nữa đó là khai báo chỉ là ví dụ lớn hơn 4.0.0 thôi. Thì nếu mà khai báo dấu lớn hơn như thế này thì sẽ dùng được cả 4.0, 5.0 v.v. Thì khi mà mình làm app ấy thì mình thường là sẽ khai báo bằng dấu dấu mũ. Vì sao? Vì khi mà đây là cái quy ước gọi là semantic versioning ấy, là khi một cái major version nó ra mắt thì thường nó sẽ thay đổi cái API gì đấy. Ví dụ là cái hàm này ở cái version 4 là nó gọi với không có cái tham số nào, nhưng đến version 5 nó có thêm một tham số nữa chẳng hạn, thì là nó sẽ nhảy từ version 4 lên version 5. Thì cái app của mình nếu mà mình dùng cái package đấy thì mình sẽ không muốn sửa liên tục, chả lẽ ngày nào cũng phải lên sửa theo chạy theo cái version của mình, cái dependency đúng không? Thế nên là mình sẽ cố định bằng cái dấu caret này. Nhưng mà không chỉ như vậy, và Dart nó còn hỗ trợ thêm một cái gọi là Firefox spec.log. Thì là khi mà mình khai báo Firefox spec.log ấy, thì nó sẽ lưu luôn là tại cái thời điểm ông Sơn ông ý add cái package AnglishWord này vào thì là ông ý đang dùng phiên bản 4.0. Nếu mà ông Sơn ông commit lên GitHub và các bạn khác tải về cái ứng dụng này thì các bạn chạy lại cũng sẽ đảm bảo là ok, tất cả mọi người đều dùng phiên bản 4.0. Tại sao việc đấy quan trọng? Điều này quan trọng là vì khi mà có nhiều người cùng trong một cái team ấy, thì việc tất cả mọi người cùng dùng một phiên bản là rất quan trọng. Chứ không thì có người này lỗi này lỗi kia thì sẽ không bao giờ debug được cái vấn đề đấy cả. Thì Dart hỗ trợ cái mình chỉ định cái đấy ở hai chỗ. Một là khi mình khai báo dependency, và hai là trong cái file box.log là cái file nó tự động generate ra. Thì nếu các bạn làm app thì các bạn nên commit cái file log này lên GitHub hoặc GitLab gì đấy. Thì là mình nên commit lên để các bạn trong cùng team của mình có thể tham gia được. À, giống nhau. Okay. Thì bây giờ mình đã dùng, mình đã import cái, mình đã add cái dependency rồi. Thế mình bắt đầu dùng là như nào? Để mà dùng một cái package ấy, thì mình sẽ vào cái file code của mình ha. Rồi mình dùng cái câu lệnh import. Mình chỉ gọi import thôi, xong mình gọi package này. Package 2 chấm. À, lại. Package 2 chấm. English. Để gọi lại import này. English ở đây. Mới gọi chữ import English thôi, nó đã gợi ý cho mình là phải import là package 2.englishword gạch chéo englishword. Cái này cũng là quy ước thôi, tức là khi mà một cái package nó tên là gì thì cái file mà mọi người thường import nhất thì chính là cái tên file đấy. Có những cái package nào mà nó export rất là nhiều class khác nhau thì nó sẽ chia nhỏ ra. Có những cái nó sẽ là chấm chấm o hoặc là chấm compatibility gì đấy. Thì cái trường hợp đấy là trường hợp exception thôi. Và thường là cái tên package là gì thì cái file Dart nó sẽ tên như vậy. Khi mà mình import một cái file xong thì nó sẽ gạch dưới đây, nó bảo là ông này có một cái unused import. Tức là ông import mà ông không làm gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái này ha. Thì cái file English này mình sẽ mở spec ra để xem là sử dụng như thế nào. Mở file read view và có phần usage này là import. Đó, import giống hệt mình với import luôn. Và sau đó là mình có thể gọi các cái hàm của nó để lấy một cái word pair. Word pair chính là cái tên mà nó sẽ generate ra đó. Đây. Okay, bây giờ mình sẽ tạo một cái code pair là random. À, đây code pair chấm random này. Ý nghĩa của cái hàm này là gì? Create a single word pair randomly. Đó. Đấy, khi mình di con trỏ nó sẽ ra cái Dart document của cái hàm đấy. Và mình có một cái word pair random, bây giờ mình sẽ phải hiển thị nó. Thì ở đây cũng gạch chân là mình có cái variable này mình chưa dùng ha. Bây giờ mình sẽ cho nó vào simulator đó rồi. Okay, mình sẽ cho vào đây. Mình có thể hiển thị nó ở dạng là Pascal thêm một cây đi xem là nó như nào. Fair white. Ok, một cái tên khá hay. Bây giờ mình không thích dùng thêm một cây thì mình sẽ dùng là Pascal cây xem nào. Markdown. Ok. Các bạn có thể thấy là mỗi lần mình sửa code và mình bấm save ấy, là
Visual Studio Code nó hot reload cái app mình ngay lập tức. Và tại vì cái việc mình gọi cái hàm random này ở trong cái hàm build, mỗi lần hot reload thì cái hàm build nó chạy lại. Thế nên là mỗi lần mình ấn save, bây giờ mình chuẩn bị ấn save lại này, thì nó lại tạo ra một cái tên mới, một cái random mới. Tại vì là mỗi lần build thì mình tạo ra cái workflow, và cái workflow này thì nó lại là một cái khác nhau. Mỗi lần ấn save thì nó lại là một cái hot reload. Nếu mà bạn không muốn bấm save thì có thể bấm nút sunset này này. Ở trên Android Studio có nút sunset, nó sẽ là cái nút hot reload. Thì đến bây giờ là mình đã có một cái ứng dụng mà nó hiển thị được cái workflow này. Nhưng mà vấn đề của nó là mỗi lần hot reload thì nó lại generate thành cái tên khác. Như thế thì không hay lắm. Thì mình sẽ phải dùng đến một cái gọi là stateful widget. Thì mình bắt đầu giải thích cho mọi người về stateless và stateful. Khi mà các bạn phát triển ứng dụng Flutter thì bạn chỉ dùng trong giai đoạn đầu chắc là bạn chỉ dùng stateless và stateful widget thôi. Stateless là gì? Stateless widget là một cái widget mà nó nhận vào những cái tham số cố định và nó sử dụng các tham số đấy để build. Ví dụ như cái MyApp này là một cái stateless widget này, nó không nhận vào tham số nào cả. Về cơ bản là cái tham số đầu vào nó không có gì, và lúc nào nó cũng build ra một cái material app. Thì cái stateless widget này nó chỉ là một đấy, lúc nào cũng chỉ là một cái duy nhất như thế, và nó không, và mỗi lần mà nó hot reload là nó sẽ build lại hết. Cái hàm build này sẽ chạy lại từ đầu, nó không nhớ gì về cái lần build trước. Nhưng mà stateful thì khác. Cái stateful widget thì nó nhớ về cái lần build trước. Ví dụ như nó sẽ áp dụng cho những trường hợp là mình lấy dữ liệu từ internet về. Nếu mà bạn dùng stateless widget để mà hiển thị một cái trang web ấy, thì mỗi lần mình thao tác bất kỳ thì nó sẽ lại tải lại cái trang web đấy về. Như vậy là rất là tốn thời gian và bộ nhớ, đúng không? Thế nên là với cái này đấy thì mình sẽ dùng stateful bằng cách là lần đầu tiên mình vào cái trang đấy thì mình tải đấy về, và khi mà mình có thao tác mình kéo lên tua xuống gì đấy thì mình chỉ lấy lại cái dữ liệu từ cái mình đã lưu thôi, ở cái stateful. Thì Visual Studio Code và Android Studio thì nó hỗ trợ cách tạo stateless và stateful rất đơn giản. Ví dụ như là stateless thì chỉ việc gõ là STL là stateless, sau đó ấn tab thì các bạn có thể tạo ra là my stateless widget gì đấy, xong rồi bắt đầu code được luôn. Thì nó sẽ, mình gõ STL thì nó sẽ sinh ra cả đống này cho mình, và mình chỉ cần gõ cái tên thôi, my stateless gì đấy, widget gì đấy, rất là nhanh. Còn nếu mà stateful ha thì mình sẽ gõ là STF stateful và ấn tab một cái. Thì với stateful thì nó hay hơn ở điểm là khi mình gõ tên một cái class ấy, ví dụ như ở đây mình sẽ gõ cái tên là random word đi, và sẽ thấy là mình gõ cái random word ở một chỗ nhưng mà nó điền cái random word đấy ở mấy chỗ khác nhau. Ví dụ như là cái stateful widget ấy, thì nó có một cái hàm, nó phải viết một cái hàm là hàm create state. Cái hàm đấy nó sẽ trả về một cái state nào đấy. Thì ở đây là khi mình gõ random words thì nó sẽ điền luôn, nó tự tạo một cái state có tên giống hệt là cái widget, nó đặt tên cái state đấy là gạch dưới random word state. Tại sao lại gạch dưới? Cái này thì là quy ước thôi, đó là bình thường một cái widget ấy, nó sẽ không muốn export cái state của nó ra bên ngoài. Cái state là cái mà chỉ có cái widget là quan tâm, và những cái ở những cái màn hình khác ấy, khi mà sử dụng widget đấy thì chỉ tương tác với widget thôi, và nó sẽ dùng đến quy ước là dấu gạch dưới này để khai báo là cái state này là không export ra ngoài. Thì anh sẽ làm lại ha, stf ấn tab, sau đó gõ là đó, gõ một lần mà nó điền vào 1, 2, 3, 4, 5 chỗ luôn. Thì tại sao nó lại phải tạo hai cái class này? Thì như anh vừa nói, đó là cái stateful. Thì khi mình tạo ra một cái stateful widget ấy, thì ở trong internal của Flutter nó sẽ tạo một cái state tương ứng với cái stateful đấy bằng cái hàm create state. Khi mà nó review thì cái stateful có thể review lại giống như cái stateless, nhưng mà cái state ở trong cái random state này thì sẽ luôn luôn còn mãi, cho đến khi nào
mà cái stateful nó bị xóa hẳn luôn, tức là nó rebuild nó bị xóa hẳn luôn, thì cái state random state này nó bị xóa. Thì bằng cách đấy là cái stateful nó sẽ giữ liệu, nó sẽ giữ được cái value của nó. Thì ở trong cái stateful này mình sẽ làm một việc là di cái logic generate cái word pair này xuống cái stateful. Cầm cái cục text word pair này đang ở đây. Đó. Và trên cái màn hình word pair thì thay vì trả về một cái text thì mình sẽ trả về một cái random word. Xong mình tải lại. Mình xem là đúng chưa. Đó thì là bây giờ nó là, thay vì là nó generate cái word pair trực tiếp ở trong cái hàm build của my app thì là cái hàm build này nó sẽ chỉ trả về một cái random word thôi, và cái random word đấy là cái chịu trách nhiệm generate cái word pair và hiển thị cái word pair đấy trong một cái text. Thì đây chính là cái tính composable của Flutter đó. Là mình vừa tạo một cái widget mới và cái widget mới của mình nó thay luôn cái vai trò của text. Và trong cái widget này mình có thể làm đủ trò với nó và nó sẽ là đóng cái vai trò đóng cái vai trò là chính là một cái widget ở trong cái phần body của cái thằng cha này luôn. Đến đây có bạn nào có câu hỏi gì không? Vì đoạn này cũng khá là phức tạp, không biết là anh nói có nhanh không? Được, có thể truyền props cho các stateless. Có thể truyền props cho stateless hoặc stateful đều được. Thì khi mà em truyền một cái props mới cho stateless thì nó sẽ gọi cái hạn build của nó luôn. Lúc nào khi mà có props mới thì cũng sẽ build lại cái stateless đấy. Nhưng mà khi mà truyền props cho stateful ấy, thì chưa chắc nó đã build lại. Nó có cơ chế để kiểm tra xem là cái props nào thì nó build lại và cái props nào thì không. Thì cái thằng stateful nó chủ động cái người đấy hơn. Okay. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần là mình đã tạo được cái ứng dụng và nó có một cái stateful widget để làm random words rồi. Nhưng hiện giờ nó chỉ có một cái word thôi, nó không phải là random words, mà mình là cần một cái list thôi. Bây giờ là mình sẽ phải thiết kế một cái gọi là list view. Thì trong Flutter thì là nó có list view là để hiển thị một cái danh sách một chiều, có thể là tua lên xuống hoặc tua ngang list view. Và có một cái gọi là grid view là hai chiều, có thể tua lên xuống phải trái được. Thì ở trong cái code lab này mình sẽ dùng một cái list view. Thì cái list view á, khi mà trong cái đề bài mình là làm thế nào để generate được tên thì mình sẽ dùng cái list view mà nó infinity scrolling, tức là cứ scroll thoải mái thì làm thế nào có một cái tên mới hiện ra để cho mình gọi là brainstorm, mình cứ tua để mình xem cái ý tưởng là mới, ý tưởng là hay không, thì mình sẽ dùng một cái list view mà nó infinite luôn. Còn trong ứng dụng thực tế nhiều khi là mình sẽ làm một cái list view mà nó có giới hạn, ví dụ như các bạn hiển thị một cái màn hình mà có 10 comment này, thì cái list view của bạn nó chỉ có 10 comment thôi. Trong đến khi mà bạn tua xuống cuối thì có thể bạn gọi API để lấy cái tiếp theo này, thì sẽ lấy được 5 cái comment ở cái trang 2 này. Thì lúc đấy cái list view là nó lên từ 10 item thành 15 item, thì nó là một cái list view mà nó finite, nó có số lượng giới hạn. Nhưng ở đây thì mình sẽ làm thử một cái list view không giới hạn luôn, và nó sẽ làm như kiểu là không biết bao giờ dừng luôn. Thì mình sẽ dùng list view builder. Thì cái list view builder này nó nhận vào một cái hàm duy nhất, đó là hàm item builder. Thì ở đây nó sẽ là giải thích là làm thế nào sử dụng cái list view builder này. Nó giải thích này: the item builder callback will be called if index is greater than or equal to. Ok, tức là cái hàm item builder này nó sẽ có
Reader đó, thì là nó sẽ có thể có các biến là hai từ reader này sẽ nhận vào hai cái parameter là context và index. Làm thế nào để biết cái hàm này nó nhận vào hai parameter? Thứ nhất là cái ID của mình nó sẽ gợi ý, còn thứ hai là mình có thể bấm vào, mình sẽ xem cái kiểu nó là gì. Bấm bằng giữ là control và left click nha, mình có thể bấm vào mấy cái này, như là mình có thể bấm vào cái list view này, bay đến cái định nghĩa của cái list view, bấm vào cái item builder, nó bay đến cái định nghĩa của cái parameter builder. Cái index object builder này thì chính là cái type của nó, mình bấm vào đấy thì mình sẽ biết được nó là một cái function nhận vào hai cái parameter, đó là view context và index. Là mình sẽ nhận vào hai cái parameter này. Thì bây giờ là với một cái index thì là mình sẽ làm gì? Với cái index ấy, thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ phải lưu lại những cái URL mà mình đã generate ra, thì mình sẽ tạo một cái biến mới cho cái state này, một cái list đi. Đây là khai báo một cái list giống. Khai báo list một cái list giống thì là bằng là cái syntax là hai cái dấu ngoặc vuông này, nhưng mà mình muốn khai báo thêm cái kiểu của nó nữa thì mình thêm là một cái list mà chỉ có những cái word pair thôi. Thì cái suggestion này, cái mảng suggestion này nó sẽ chứa những cái từ mà mình đã generate ra. Thì khi mà ở trong item builder ấy, mình kiểm tra xem nếu mà cái index này là lớn hơn hoặc bằng cái những cái suggestion đã có. Tức là ví dụ tôi xác chắc được 10 cái rồi, nhưng mà cái list view nó đang hiển thị cái tầm số 11 thì mình sẽ phải generate thêm, đúng không? Mình sẽ phải generate thêm, ví dụ generate thêm 10 cái nữa, 10 more. Generate word pair này sẽ là cái hàm ở trong cái thư viện là list word. Cái hàm này mình sẽ lấy là 10 cái nữa, và sau đó là mình sẽ thêm vào cái mảng suggestion hello. Đó, tức là với ví dụ cái index này nó sẽ bắt đầu từ không nhé, thì khi mà vào cái màn hình lần đầu tiên ấy thì cái item builder này sẽ gọi về index bằng không, và cái suggestion chưa có gì cả nên cái length của nó bằng không, nên nó sẽ nhảy vào cái điều kiện này, không lớn hơn bằng không thì nó sẽ generate ra 10 cái word pair mới, và sau đó mình add 10 cái word pair đấy vào cái mảng suggestion. Thì lúc đấy cái mảng suggestion của mình nó sẽ có là 10 cái tên random, và sau đấy thì mình rất đơn giản là mình có thể hiển thị là text là suggestion ở vị trí index chấm Pascal này. Xem một cái về nó chạy, giờ mình reset lại. Nó chạy rồi. Sau khi mà anh return cái list view.builder ấy, thì mình bị gạch chân đây là vì sao? Try removing the code, tại vì cái này bị dead code, tức là cái hàm này khi nó đến cái return này thì cái ID nó phát hiện là cái dòng code này không được chạy, nên là nó bảo là mình phải nó bị dead code này, mình phải xóa đi. Okay, xóa đi. Thì ở đây là mình đã có một cái list view, và cái list view này bắt đầu cũng thành hình rồi, và nó cứ hiển thị rất là nhiều chữ như này. Mình cứ tua thì nó sẽ cứ hiển thị mãi thôi. Nhưng mà cái này chưa đẹp lắm ha, thì mình sẽ làm một cái nữa, đó là mình tách ra một cái hàm đi, gọi là euro đi, và nhận vào một cái ước pair cho đẹp. Thì Factor có một cái object có sẵn nó gọi là list type. Thì khi mà bạn dùng list view ấy, thì rất hay sử dụng list type, là vì là nó có những cái padding sẵn ra, và nó có cái kích thước phông chữ đẹp để mình có thể sử dụng nhanh thì nó tiện hơn. Thì cái hàm bắt build row này nó sẽ nhận là cái word pair và trả về cái widget ha, thì sau đó mình sẽ thay vào đây, không không tạo cái text widget trực tiếp ở trong cái hàm item builder nữa, mình gọi build row với cái pair đấy. Giờ anh cần chỉ cần xếp này, đấy, nó hiển thị đẹp hơn. Lúc nãy là cái chữ của nó hiển thị sát xịt nhau đó, còn bây giờ là khi mà dùng list size nó hiển thị cách đều ra đẹp đẹp. Cũng khá ổn. Tuy nhiên là bây giờ nó vấn đề của mình bây giờ là nó bị dính vào nhau quá. Thế thì mình sẽ dùng đến một cái gọi là, cái này là giới thiệu widget thôi nha.
gọi là divider, tức là như thế nào? Nếu mà cái index đổ vào mà là số lẻ thì cái index này nó sẽ gọi là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì mình có một cái kiểm tra là nếu cái index đổ vào là số lẻ thì mình không không render cái tên này nữa, mình trả về cái divider đi. Thế nó sẽ như thế nào? À, đó, thì cái divider này nó rất mờ, nó không biết là trên trên các bạn xem Zoom có nhìn thấy không, nhưng mà nếu mà không có divider này thì là nó không có cái đường cách ở giữa, nhưng mà nếu mà có divider đấy sẽ đang là divider này, nó sẽ nhận được hay là năm đấy. Đấy, để làm 10 đi cho mọi người nhìn rõ nhé. Thì là khi mà cái item builder nó hiện đến số 0 ấy, thì nó sẽ hiển thị là cái random đầu tiên là word odd, nhưng mà đến mà cái index là 1 ấy, thì nó là is odd, tức là số lẻ, thì nó sẽ render cái divider. Còn sau đấy là đến cái 02 thì nó mới hiển thị tiếp là cái our guy. Nhưng mà như vậy nếu mà mình chỉ làm như này thôi ấy, thì có một vấn đề đó là mình sẽ bị cái suggestion của mình có 10 item nhưng mà mình chỉ hiển thị 5 cái, thế nên là mình cũng phải sửa sửa lại một tí nhá. Sửa lại một tí là chuyển sang cái lá y này. Và mình dùng cái toán tử lúc nãy mà có một bạn hỏi cái toán tử dấu ngã gạch chéo ấy. Tức là với cái index là 0 thì mình hiển thị cái random cái suggestion là 0, nhưng mà với cái index là 2 thì mình hiển thị là 1, kiểu kiểu như thế. Thì là như vậy là cái suggestion mình nó sẽ hiển thị đúng hơn, nó không bị lãng phí. Mình thử cái này ra xem nó. Với y bằng 0 thì là sẽ render cái section là 0, với y bằng 2 thì render section là 1. Tại sao cái y này toàn số chẵn này, vì với y là số lẻ thì mình đã hiển thị divider mất rồi. Đó, như vậy. Sau khi mình tua xuống, các bạn ý, khi mình tua xuống ở trong cái debug này nó sẽ hiển thị tiếp là y bằng 30 này. Nó cứ tua xuống thì nó render liên tục nhiều hơn. Đó, như vậy. Nhưng mà hiện tại thì cái phong này nó cũng hơi bé đúng không? Thì làm thế nào để mình tăng cái phong đấy, tăng cái phong của cái thằng list time này. Mình tăng cái phong như nào? Thì mình sẽ dùng một cái đó là cái widget text ấy, là nó có cái parameter tên là style, nó kiểu text style, thì mình có thể truyền vào là một cái text style. Nếu mà mình truyền là không có gì thì không thay đổi lắm đúng không? Nhưng nếu mình truyền là font size bằng 18, to hơn, nhưng mà cũng chưa đủ to, mình gửi luôn 20 để trên Zoom nhìn cho dễ nhé. To hơn tí không? Đám nhỏ này 20 không nhỏ không to, nó phải ấn refresh được. 20 nó đủ to. Thế thì cái màn hình này của mình là nó cũng khá to rồi đấy. Thì nhưng mà bây giờ mình cũng chưa chắc là cái list này nó chạy đúng. Bây giờ mình sẽ thử hiển thị thêm cái số ở đầu đi. Thì mình sẽ truyền thêm cái index này vào trong cái hàm URL nhé. Khi mình thêm vào đây ấy, thì này nó gạch chéo, tại vì sao? Cái hàm URL hiện tại nó khai báo là chỉ một cái param thôi, mà ở đây mình truyền hai cái parameter nên là báo lỗi. Mình thêm một cái ở đây là index ấy. Sau đó khi mà hiển thị ở đây ấy, thì mình sẽ hiển thị là index rồi chấm một cái dấu cách ra. Thì bây giờ là cái list view của mình là nó sẽ là infinite rồi đấy. Ví dụ như là với index bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị cái số này để mình biết. Chứ nếu mà không có số thì nó cứ random mode thì không biết được. Đây là cái list này nó là mấy trăm item rồi này mà nó vẫn là khá là mượt. Thì đấy là cái sức mạnh của cái list view builder. Tức là khi mình score ở đâu thì nó mới generate cái item đấy, và mình có thể score hàng nghìn cái item mà nó vẫn không bị giật.
Thế thì cái cốt lát ngày hôm nay là mình sẽ dừng lại ở đây. Ở buổi sau thì mình có thể là sẽ sửa cái list view này để nó thêm cái sự tương tác hơn, ví dụ như là như buổi sau mình sẽ làm cho nó có nút kiểu favorite này, xong rồi có thể chuyển màn hình khác để hiển thị, thì là sẽ là cái collab buổi số 2. Trong buổi này thì mình sẽ tạm dừng lại cái điểm là nó sẽ tạo cái list view và nó infinite scrolling, sử dụng list view builder. Khi mà các bạn làm app thực tế thì các bạn sẽ có một số trường hợp là mình có rất nhiều item nhưng mà mình dùng column để hiển thị. Ok, dùng column được, nó cũng sẽ hiển thị một cái list và cũng cũng có thể store được. Tuy nhiên cái column ấy, thì khi mà bạn có 10 hoặc 20 item thì không sao, nhưng mà khi bạn có nhiều item thì cái column nó sẽ phải tạo rất nhiều cái check cùng một lúc và nó sẽ bị giật lag. Thì cái list view builder nó giải quyết được vấn đề này, là chỉ những cái item nào nó hiển thị trên màn hình thì nó mới render và nó lưu trong cái bộ nhớ thôi. Vì vậy nó optimize cho performance và memory và nó giảm cái sự lag giật lag. Ok, buổi tối nay là đến đây rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ trả lời một số câu hỏi, nếu mà bạn nào có câu hỏi liên quan đến cái phần cô lát này, hoặc là bạn có câu hỏi liên quan đến đi làm hoặc là sao đấy, thì nếu mà mình trả lời được thì mình sẽ cố gắng trả lời. Ok, mình có một danh sách mà các bạn hỏi bây giờ để mình mở ra xem nhé. Đợi đợi một xíu, trong cái form này các bạn điền đấy, thì mình sẽ trả lời câu hỏi trong cái form này. Mình có thể dùng Visual Studio Code thay thế. Để mình cho lại lên màn hình để các bạn lên màn hình để các bạn xem nhé. Câu này chắc là câu này chắc mình không trả lời nhá. Còn câu này là mình có thể dùng Visual Studio Code thay thế cho Android Studio đúng không ạ? Đúng. Anh thường hay dùng Visual Studio Code hơn tại vì nó nhẹ hơn. Tuy nhiên là những khi nào mà phải debug liên quan đến Java hoặc Kotlin ấy, thì chuyển sang Android Studio. Mình có thể cài đặt emulator khác thay thế cho emulator trong Android Studio đúng không ạ? Đúng. Bạn có thể sử dụng những cái máy ảo Android thì nó sẽ nhanh hơn là cái emulator. Lúc đấy mình có hỏi các bạn sự phân biệt giữa simulator của iOS với cả emulator Android ấy, thì nó liên quan đến cái phần performance. Tức là emulator Android thì nó tạo cái máy ảo bằng cái mã ARM mà chip của mình ấy, chủ yếu là mọi người dùng chip Intel chứ cái máy máy ARM ít ít người dùng, nên là nó phải chuyển cái code từ ARM xuống Intel để chạy nên là rất là chậm. Còn cái simulator của Mac của iOS ấy, thì nó là giả lập, nó cái code của hai cái nền tảng nó gần nhau nên là Apple có thể làm được cái đấy, nên cái simulator bao giờ nó chạy nhanh hơn. Thì các bạn mà làm bằng simulator sẽ thấy là nó reload các thứ nhanh hơn nhiều. Nên lý do là sao từ nãy giờ là mình cũng demo bằng simulator, thì nếu mà mở emulator lên thì quạt của máy nó chạy nóng lắm, không chịu được. Anh nghĩ trong tương lai gần thì React Native và Flutter cái nào hấp dẫn cũng như chiếm ưu thế hơn? Thực ra là trong công việc của anh thì tiếp xúc với React Native từ trước. Tôi cũng kể chuyện trong dài một tí, tức là hồi hồi khoảng 2018 ấy, thì công ty có một cái dự án là chuyển cái app từ Native sang cross platform. Thì lúc đấy là có nghiên cứu hai cái giải pháp, đó là React Native với cả Flutter. Nhưng mà tuy nhiên cái thời điểm đấy Flutter chưa chưa ra một phiên bản một stable á, nên là mặc dù cái performance cái thời điểm đấy Flutter rất là tốt rồi, nhưng mà cái giải pháp nó cái độ rủi ro cao nên là công ty thì không thể lựa chọn được. Nên là sau khi nghiên cứu cân nhắc qua lại thì công ty anh đã chọn cái phương án React Native. Thì thực sự là React Native có những cái điểm mạnh của nó là không thể chối cãi được, đặc biệt là cái NPM, cái community rất là mạnh. Thì đấy là thời điểm 2018. Tuy nhiên thì đến bây giờ ấy, thì Flutter đã ra cái phiên bản 2.0, 2.2 và nếu mà các bạn theo dõi tin tức thì sẽ thấy là cái trend
về sử dụng Flutter nó phát triển cái velocity của Flutter nhanh hơn React rất là nhiều, React Native rất là nhiều. Thì đứng ở phía một người mà lựa chọn công nghệ cho các cái dự án của công ty ấy, thì khoảng 75% là sẽ nghiêng về Flutter, trừ khi có một số cái điểm yếu của nó. Các Flutter có điểm yếu chứ không? Ví dụ như là nếu mà vấn đề con người này, thì hiện tại ở nhiều nơi là có các bạn làm React.js cho web ấy, thì các bạn nếu mà làm chuyển sang một dự án React Native thì rất là nhanh. Thì nếu mà mình có những nhân sự như vậy thì mình có thể chọn React Native cho cái dự án mình được. Thứ hai là có những cái chức năng của Flutter nó không thực sự mượt, ví dụ như là bản đồ, web view, những cái mà bắt buộc phải sử dụng cái thành phần của hệ thống, ví dụ là camera thì cũng khá nhanh, camera video thì Flutter cũng ổn, nhưng mà map với cả web view thì chưa ổn. Thì nếu mà các dự án mà dùng cái như vậy thì có thể cân nhắc xuống native và React Native. Thế thì về quay lại cái câu hỏi này ấy, cái nào hấp dẫn hơn và chiếm ưu thế hơn ấy, trong tương lai gần ấy, thì khả năng sẽ vẫn là React Native trong cái tương lai gần. Flutter thì có lẽ phải 1-2 năm nữa, và tùy theo dự án thì phải chọn đúng cái công nghệ phù hợp cho cái dự án của mình. Trong list view builder, khi mà trước đó không truyền vào item count thì trong item builder truyền vào một hàm để trả về widget, thì nếu position đó out of range thì xử lý như thế nào? Trong trường hợp migrate lên node safety không thể trả về node thì cái ứng dụng mà mình vừa làm ấy, chính là một cái ứng dụng mà không truyền vào item count. Thì các bạn sẽ thấy là nó không truyền vào item count nhé, nó chỉ truyền duy nhất là item builder. Thế nên là cái list view này nó mới gọi là infinity. Thì nếu mà bị out range làm thế nào? Thì đấy, nếu mà out range thì ở đây ở cái bài toán này là mình sẽ làm cho nó in range và mình generate thêm dữ liệu cho cái bảng đấy. Còn trong trường hợp mà dữ liệu của bạn nó out of range nhưng mà bị ví dụ HTTP, ví dụ gọi lên backend server chậm trước gì đấy mà bắt buộc vào out of range mà không thể làm gì được, thì bạn không được trả về null. Tất tuyệt đối trong cái thứ giờ này không được trả về null nhé. Thì có giải pháp đó là bạn có thể trả về sidebox string. Thì nếu mà bạn trả về cái này ấy, thì là coi như là nó trả hiển thị cái gì cả. Thì đấy là cái sidebox string, nó như một cái widget mà không làm gì cả. Thì đây là cái widget mà anh hay dùng. Một cái khác mà mọi người cũng hay dùng đó là container mà không truyền cái gì cả. Ok, cái này nó hoạt động tương tự như vậy, nhưng mà tại sao không nên dùng container? Tại vì bản thân cái container là một cái widget mà nó vi phạm cái nguyên tắc của Flutter là một widget chỉ làm một việc. Cái container này nó làm rất là nhiều việc, ví dụ như là nó có padding, nó có alignment, nó có background, vân vân. Thế nên là cái container này khi mà các bạn ấn vào tên của nó này, ấn vào tên nó để xem nó làm gì này, code của nó dài kinh khủng khiếp luôn, tại vì là nó có rất nhiều chức năng. Và khi mà mình dùng một cái widget nặng như vậy cho cái việc là không làm gì cả thì nó lãng phí. Thế nên là chả có lý gì mà mình không gõ thêm một vài dòng để dùng cái sidebox string là một cái mà cực kỳ optimal cho cái việc là nếu mà không có gì để hiển thị thì mình sẽ dùng cái gì. Thì đấy là một cái recommend của anh, đó là mình sẽ dùng cái sidebox string. Có vẻ đấy, thì cách thứ nhất là kiểm tra xem cái index đấy, nếu mà out range thì mình sẽ làm thế nào đổ lại cái dữ liệu cho in range ha. Còn nếu mà không đổ được nữa thì mình sẽ trả về ví dụ container và sidebox, thì là để nó chấm lỗi. Ưu và nhược điểm của Flutter so với React Native. Ưu điểm của Flutter đó là cái cách mà nó hiển thị nội dung trên màn hình, thì Flutter là nó chủ động 100%. Ok, cũng không phải 100%, ví dụ như cái map thì nó không phải chủ động 100%, nhưng mà ok 99% là Flutter nó chủ động. Tức là về cơ bản là Flutter ấy, nó giống như một cái game engine hơn là một cái framework á, giống một cái game engine thôi. Ở điểm là nó chỉ request, ví dụ nó bảo ở trên Android, nó bảo Android đưa cho một cái bảng vẽ,
Và sau đó ông tắt tớ vẽ lên cái bản đấy, ông không thích vẽ gì vẽ, ông Android không quan tâm. Ở trên iOS cũng vậy, Flutter kêu iOS là cho tôi một cái bảng vẽ canvas, và sau đó ông Flutter ông vẽ lên bản đấy. Thì khi mà mình làm theo cái hướng đấy thì là Flutter nó chủ động 100% là cái gì thì ở đâu, màu sắc là gì, vân vân vân. Nhưng mà cái đấy là điểm khác biệt với React Native. React Native thì nó sẽ sau khi em build các cái giao diện, cái cây cây hiển thị bằng bằng JS hoặc là các cái document component ấy, thì React Native nó có làm nhiệm vụ là nó translate cái component đấy sang cái element của Android hoặc iOS. Thế nên là khi mà mình dùng một ví dụ một cái text field thì ở trên Android nó là text field, nhưng mà trên iOS nó là UI text field cơ. Và cái cách hiển thị cái text field đấy trên hai cái hệ điều hành nó hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là nó native cái hệ điều hành đấy, với những người người ta thích cái native feel, look and feel ấy, thì người ta sẽ thích React Native hơn. Nhưng mà với những người mà cái xu thế hiện nay ấy, thực tế mà dự án của anh đã trải qua đó là trong một dự án bao giờ có một team design, và cái team design đấy quăng cho developer một cái bản design. Cái bản design đấy không giống cái look and feel của Android hay iOS gì hết. Cái bản design đấy là của cái project đấy, cái nút của nó, kiểu riêng của nó. Thế nên là với những cái kiểu design như vậy thì Flutter nó sẽ đảm bảo đi sát với cái bản design này hơn. Nhưng mà đấy cũng chính là nhược điểm nhé. Vì là khi mà Flutter nó tự vẽ như vậy thì là nó sẽ không tận dụng được những chức năng của hệ thống, như là trước đây thôi thì nó không sử dụng được chức năng ví dụ như là điền mật khẩu của hệ điều hành này. Gần đây thì được rồi, nhưng mà trước đây thì không được. Tại vì sao? Tại vì với React Native nó dùng cái component của OS luôn, nên là khi mà OS có chức năng mới thì các cái app React Native nó tự động có chức năng mới đấy. Nhưng mà với Flutter thì khác, muốn có chức năng mới thì phải chờ Flutter cập nhật đã, thì sau đó mình cái app của mình build lại với cái phiên bản Flutter mới thì mình sử dụng được những chức năng đấy. Như vậy là cùng một điểm nó thành vừa ưu vừa nhược. Một cái nhược điểm khá lớn khác của Flutter đó là nó không hỗ trợ tốt push. Nếu mà bạn nào không biết tốt push thì nó là với React Native bạn có thể deploy một cái app lên Play Store, App Store, và cái app đấy cài trên ứng dụng của người dùng rồi. Ví dụ là đã deploy cái phiên bản 1.0 và người dùng đã được dùng cái ứng dụng đấy rồi, nhưng mà vừa deploy ngày hôm trước đến ngày hôm sau các bạn phát hiện lỗi, thì với React Native các bạn có thể dùng code push để bạn đẩy cái bản fix lỗi đấy trực tiếp xuống cái ứng dụng người dùng, không cần đi qua Play Store, App Store luôn. Mà việc đi qua Play Store, Store thường là mất khoảng 2 ngày, 3 ngày, nếu mà trong Covid mà lâu lâu thì mất tuần, thì React Native phải làm được cái code push đấy. Flutter thì không làm được. Thực ra nó không làm được thì cũng chưa đúng, tại vì đã có những cái team mà họ nghiên cứu vấn đề này, và là team là họ đã công bố là họ làm được rồi. Nhưng mà anh đã xem rồi thì team đấy là của một cái team ở bên Trung Quốc, và cái dự án đấy thì cũng hơi ít người dùng, nên là cũng hơi rủi ro, nên là cũng chưa thử. Nhưng mà cái team đấy thì họ đã giới thiệu là họ làm được cái đấy rồi. Nhưng mà có một cái điểm đó là khi mà làm như vậy thì cái performance của app ấy là nó có giảm sút. Vì khi mà mình build app cho mobile là mình build dưới cái dạng là snapshot ahead of time, nên là nó chạy rất là nhanh, nó chạy gần như native hơn. Nhưng mà khi mà làm theo cái kiểu mà có thể code push được thì mình phải just in time, thì là nó có ảnh hưởng đến performance. Ok, cái vấn đề liên quan đến cái compile này cũng là một cái ưu điểm của Dart, đó là cái app của Flutter thì nếu mà nói về raw computing power thì chắc chắn là nó chạy nhanh hơn React Native. Vì React Native là cái cơ chế của nó là code chạy bằng JavaScript, sau đó phải chạy qua một cái bridge, chạy qua một cái bridge, rồi cái bridge đấy mới gọi xuống hệ điều hành, ví dụ lấy camera, lấy location, thì nó chậm hơn. Còn với Dart thì nó compile thẳng xuống, ví dụ Android nó compile xuống ARM, iOS thì xuống ARM của Apple, thì nó sẽ chạy cái phần nhanh hơn. Thì thực ra cái vấn đề ưu điểm nhược điểm của Flutter React Native thì em search trên Google thấy rất nhiều bài trên Medium các thứ, nhưng mà anh chắc là cũng sẽ vừa tổng kết một số cái lý do lớn nhất rồi đấy. Còn nếu mà đi sâu vào sẽ có một số cái lý do khác nữa. Cho em hỏi override có chức năng gì ạ? Override có chức năng là đây, override đây đúng không? Khi nó là một cái nó gọi là annotation, không biết là viết đúng không nhỉ? Chắc đúng. Thì khi mà có khi dùng cái annotation override thì anh sẽ ví dụ ở đây nhé. Chắc là phải mở một cái file mới cho nó không được cái file này.
Cái mới file dụ mình có class A ha, các B để xem của class A, cái annotation ấy nó không có giá trị về mặt là về code, có được không có được, có chạy giống với nhau. Nhưng mà với annotation thì nó hỗ trợ về những cái chức năng liên quan đến giảm thiểu cái lỗi khi mà lập trình. Ví dụ như là ở đây mình có cái class B extend class A và anh đã khai báo override rồi. Mình về đi. Thì như này không sao, nhưng mà khi mà cái class A nó thêm một cái param nữa, trước là nó cũng khác nhau đấy. Rồi thì các dụng của override rồi. Hồi trước ấy là nếu mà không có override ấy, thì là nó sẽ không báo được khi mà cái signature của cái method ở cái class cha nó thay đổi, thì là sẽ phải thêm cái thêm thì sẽ phải thêm khi mà sửa cái class A thì mình sẽ không biết để sửa với class B, thì nên mình khai báo thêm override. Nhưng mà có vẻ là bây giờ không cần nữa rồi. À không phải, đúng rồi, lạ nha. Ok, bây giờ trước là mình khai báo class B là extend class A và mình override nó. Thế thì cái ý nghĩa của cái override này nghĩa là khi mà class A nó xóa cái class này đi, thì ở bên class B nó sẽ hiểu là cái contract của class A nó đã thay đổi rồi, và nó sẽ báo là cái method này không override cái method nào của thằng bố nó cả. Và như vậy là mình sẽ biết được cái việc là cái thằng class A thay đổi, mình cập nhật cái code này. Việc này rất quan trọng, nhất là khi mình sử dụng các cái package bên ngoài, mình override nó ấy. Thì khi mà mình phát hiện ra cái vấn đề như thế này thì mình sẽ hiểu là cái package của mình có gì nó thay đổi rồi, mình phải cập nhật cái code của mình cho nó thay đổi. Chứ nếu mà lúc này mà mình không có cái annotation override, thì cái ông class A ông sửa cái method 1 đi và mình vẫn override method 1, thì code mình sẽ chạy sai và mình sẽ không giờ biết là cái thằng A nó đã xóa cái nó đi rồi. Hy vọng là câu trả lời đúng và đã đáp ứng được cái câu hỏi của bạn nha. Hình như là có thêm câu hỏi mới để mình refresh nó thêm. Mình có nên chia folder cho các step không ạ? Và nếu chưa thì chia là cho lý cho các step không ạ? Và nếu chưa thì chia là cho lý. À, về cái cấu trúc của project ấy, thì có rất nhiều cái này là cái personal preference, là mỗi người làm một kiểu khác nhau. Nhưng mà anh thì thường là chia là cái cấu trúc như thế này. Cái này cũng là chỉ là personal preference thôi nha. Các bạn có thể theo không theo thì đầu tiên là bao giờ mình có clip, thì trong clip đấy là mình sẽ có cái thằng là feature. Thì trong cái feature đấy mình sẽ có là feature, ví dụ là login đi, authentication đi. Authentication thì trong này có thể là có authentication đi. Thì trong cái feature này mình có thể có screen này, là có thể có widget này, hoặc là có thể có block này, thì nếu bạn nào dùng block thì sẽ biết. À, xong rồi có thể có feature khác, ví dụ như là home, ví dụ thế, ví dụ có screen, thì trong screen này có thể có screen là login này, logout này, hoặc là register gì đấy. Widget thì có thể có là username này, password này, hoặc là button. Button gì đấy. Còn block này thì sẽ thường là có một cái là all block. Thì sẽ chia theo feature. Thì xong rồi trong cái các cái feature khác nhau thì cũng tương tự như vậy, cũng sẽ là screen này, widget rồi block. Xong rồi có một cái sẽ là common. Common thì có util này, ví dụ là string util này, xong rồi là connection util gì đấy. Thì đấy, giống nhau sẽ vào một chỗ.
một số người ấy, thì người ta sẽ làm thêm một cái gọi là package ở trong app của mình, để có những cái sub package thì sẽ có những cái như là package sẽ có là API này, xong rồi trong API này có lead này, trong lead này có API chấm đạt này, thì là trong này sẽ khai báo tất cả những cái API liên quan đến cái ứng dụng đấy, và ở trong cái screen này này, ở trong cái screen này thì sẽ import từ cái package API. Cái package API này là internal nhé, thì là mình sẽ import cái package đấy để mình gọi sử dụng. Thì cái cách phổ biến nhất là chia theo feature, còn nếu mà cái feature nó lớn thì chia tiếp theo screen hoặc widget, và nếu mà feature nó nhỏ thì có thể từ trong feature mình làm trực tiếp luôn. Và như câu hỏi của bạn thì hỏi trực tiếp về stateful widget ấy, thì thường là cái stateful widget và cái state của nó là sẽ đi chung một file, và thường một file thì chỉ có một cái stateful hoặc một cái stateless thôi, tức là mỗi widget là một file thôi đó, thì mình sẽ chia làm cho phù hợp. Mình có một cái là cái Facebook CLI á. Thì đây là một cái công cụ mà nó sẽ thay vì mình create new app bằng Flutter create, thì mình dùng cái Very Good Create này, nó sẽ tạo cho mình một cái app mà có một cái gọi là best practice rồi. Và nếu mà bạn làm cái app trên trên cái cơ sở của cái app này á, thì là nó cũng khá là ổn, thì bạn có thể tham khảo. Đây là một cái CLI ha, very good CLI, thì là nó sẽ là cái công ty Very Good Ventures này là có rất nhiều app hay và có rất nhiều cái sản phẩm hay, có rất nhiều cách tiếp. Nếu mình chỉ khai báo widget thì nó là stateful widget hay stateless. Nếu bạn chỉ khai báo widget ấy, thì là bạn sẽ phải implement rất nhiều method, tại vì cái thằng widget là một cái abstract class và nó đòi hỏi phải implement rất nhiều. Cái thằng stateless và thằng stateful là con của thằng widget, thì nó đã implement phần lớn các cái method đấy rồi. Thế nên là mình chỉ phải implement một hai cái nữa thôi. Nhưng mà nếu bạn muốn khai báo trực tiếp là widget thì sẽ phải khai báo rất nhiều. Và câu trả lời cho câu hỏi này là nếu mà chỉ khai báo là widget thì nó không phải là stateful và cũng không phải là stateless. Ok, cảm ơn bạn đã cảm ơn. Mình bị lỡ câu này. Thắc mắc giữa stateless và stateful, anh có thể giúp em khi nào mình dùng stateless hay dùng stateful? Tại em thấy mình hoàn toàn nên dùng stateful thay thế stateless. Đúng là bạn có thể dùng stateful 100%, nhưng mà như vậy thì là cái performance của app của mình nó sẽ không ổn. Thế thì khi nào dùng stateless? Khi mà cái nhiệm vụ của nó là chỉ tương tác với cái param nó nhận vào thì là dùng stateless. Một cái ví dụ như là cái thằng cái này cái gì là stateless này nhỉ? Ví dụ như cái my app này này, nhiệm vụ của nó là nhận vào param là không nhận param gì, và lúc nào là nó cũng build một cái cố định như thế này. Thì nếu mà cái hàm build của nó lúc nào cũng như này thì nó sẽ nên là stateless. Một số trường hợp khác, ví dụ là khi mà các bạn làm app lớn ấy, nó sẽ có trường hợp là các bạn không dùng trực tiếp được cái widget text đâu, mà sẽ nhiều khi sẽ phải làm là my text này. Rất nhiều trường hợp này luôn nhé. And string data đi. Thì bình thường ấy, là với các bạn mà đấy, thì các bạn sẽ các cái app của demo nữa, thì mình dùng cái giao diện material design thì mình dùng cái text luôn được. Nhưng mà với những cái app thực tế ấy, thì không bao giờ mình thấy nó dùng trực tiếp được cái text hết á, tại vì kiểu gì cũng sẽ phải set một cái phông gì đấy, xong rồi phải có kiểm tra một số điều kiện đấy, phải kiểm tra hiệu ứng gì đấy. Thế nên trong cái những cái app đấy sẽ thường sẽ có một cái class gọi là class my text, và trong cái class my text đấy nó làm cái con trò phá thủy gì đấy rồi nó mới trả về cái text. Thì ở đây là mình làm một cái phiên bản rất đơn giản thôi. Ví dụ là nó sẽ trong một cái container đi. Ví dụ như là color bằng thì cái widget my text này lúc nào với một cái input đầu vào là data, nó cũng render ra một cái container màu đỏ và với data là text. Thì trong cái trường hợp đấy, những cái use case như vậy mình nên dùng stateless thì nó sẽ có performance cao hơn.
Còn nếu mà nó có tương tác gì đấy, nó có trao đổi dữ liệu xuống đặc ghi và gì đấy thì là mình mới dùng cái stateful. Và khi bạn dùng cái state management ví dụ như là provider này hoặc là block này thì chắc chắn là app sẽ phải dùng cái state management đấy. Thì lúc đấy bạn sẽ thấy là có khi là mình nên hoàn toàn dùng stateless được, thì bạn sẽ thấy là khi mà dùng stateless thì nó sẽ có lợi hơn rất nhiều và performance mình app cải thiện hơn, và cái logic hiển thị của stateless nó cũng đơn giản hơn nữa. Giống như lúc nãy anh có nói là nhiều khi mình thay đổi cái parameter đầu vào cho một cái widget nhưng mà ở trên này nó không thay đổi gì cả, đó là tại vì là cái widget đấy là stateful, thì khi mình dùng một cái stateful widget mình phải để ý nó một tí. Thế nên là nếu mà những cái widget mà mình viết ra mà 100% là stateless ấy, thì rất là nhẹ đầu, mình cứ được gọi nó với một cái input nhất định và mình sẽ expect mình sẽ output là như vậy. Và khi mình test là cũng rất dễ nữa, thì cố gắng là dùng stateless càng nhiều càng tốt, chứ còn đúng là stateful thì lúc nào cũng được hết. Cho em hỏi về cơ hội việc làm, anh nghĩ công nghệ này có nên theo đuổi hơn? Cơ hội việc làm thì hiện tại ở Sài Gòn thì cơ hội việc làm về tester thì không nhiều bằng Hà Nội. Anh cũng không hiểu tại sao. Chắc là Hà Nội các bạn có nhiều cái nguồn outsource freelance nhiều hơn đó. Chắc các bạn nhận dự án các thứ nhiều hơn thì nó nhiều hơn, nhưng mà Sài Gòn cũng cũng bắt đầu có nhiều hơn rồi. Nếu mà so với React Native thì chưa chưa nhiều bằng, nhưng mà khá nhiều công ty là các bạn có thể nhận cả những bạn intern và sẵn sàng đào tạo bạn khi mà bạn tham gia công ty. Công nghệ này có nên theo đuổi hơn so với React Native không ạ? Thế thì câu trả lời là có. Nhưng mà thời gian để nó vượt được hoặc là ngang bằng thì có thể là 2 năm thì đấy. Và trong cái cuộc đua này thì là nó sẽ không bao giờ kiểu áp đảo đến mức độ là React Native chết luôn đâu, mà chắc là sẽ hai thằng lên song song nhau, thì có những cái app nó phù hợp với các công nghệ hơn. Anh có nghĩ Flutter là công nghệ tương lai không? Ở thời điểm hiện tại thì nó là một cái công nghệ có sức mạnh hơn so với các công nghệ khác, nhưng có thể trong 2 năm tới có một cái công nghệ đấy mới hơn, ngon hơn nó thì chưa biết được, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì câu trả lời là có. Anh có thể chia sẻ thêm những nguồn tự học về mảng mobile mobile. Nếu mà tự học về mảng mobile ấy, thì khá là rộng đấy, vì nếu bạn học theo Android và học theo iOS thì là nó hoàn toàn hai nhánh khác nhau, còn nếu bạn học ở React Native thì Flutter là cũng hai nhánh khác nhau nữa. Thế thì về nguồn tự học thì miễn phí ấy, thì theo mình biết thì có một số cái course ở trên Coursera hoặc là Udemy, học tất cả những cái như vừa rồi và những cái hơn nữa, Machine Learning, AI, vân vân, thì có khóa miễn phí và có khóa có phí. Ở Việt Nam, ở Sài Gòn cũng có những cái công ty mà có mở những lớp như vậy. Mình cũng biết những cái anh ấy mở lớp như vậy và mình đánh giá là các bạn ấy làm cũng khá là ổn. Một cái khóa hình như là khoảng 8 tuần, chi phí khoảng 10 triệu. Số không không đúng lắm nhé, nhưng mà khoảng đấy. Thì sau khi học xong thì cũng hỗ trợ các bạn viết CV, các sự hỗ trợ giới thiệu công việc lẹt làm, mình thấy ổn. Nếu mà các bạn sau khi tốt nghiệp hoặc là thậm chí đang trong cái trường, các bạn có thể đi học cũng được nếu mà có điều kiện. Thì mình không tiện chia sẻ tên ở đây, các bạn Google sẽ thấy. Và nếu mà học ấy thì nếu mà học free ấy, thì không nói, nhưng mà nếu học có phí thì nhớ nghiên cứu cụ thể về review, về testimonial của những cái bạn đã học trước. Hoặc là nếu mà cần giới thiệu công ty thì có thể Facebook mình có thể giới thiệu. Có nên convert UI từ Figma sang Flutter không? Theo mình là không, vì cái mình đã từ hồi cái tool này nó beta thì mình có chạy thử, thấy cái code nó convert sang nó tệ lắm, nó khó sử dụng lại lắm. Không biết là cái bản mới thì nó như thế nào. Tại vì cái tool này thì giờ nó có cả Figma và cả Adobe XD á, và gần đây thì có một cái là Flutter Flow á, nó đều hỗ trợ trong cái việc là kéo thả rồi sửa xong Flutter. Tuy nhiên là với những bạn mới bắt đầu thì mình khuyến cáo là các bạn nên nên code thì hơn. Còn nếu mà mình không có nền tảng về tech và mình muốn làm một cái kiểu MVP thì có thể cân nhắc. Nhưng mà câu trả lời là có nên hay không thì là không nhé.
Anh cho em hỏi lộ trình tự học mobile. Tự học mobile thì rất là rộng nha, nên là nếu mà bạn dự định theo mảng nào thì sẽ có một cái roadmap riêng cho mảng đấy. Còn nếu mà lộ trình tự học master thì nó có cái master roadmap. Hình như là cái này. Này khá ổn. Thì đấy, chỉ cần gõ Flutter roadmap là ra mấy cái, thì chủ yếu mình xem cho cái nào có nhiều sao hơn thì mình follow thôi, tại vì về cơ bản thì chúng nó cũng học hỏi lẫn nhau mà. Đấy, thì nó sẽ phải học những cái cơ bản như thế này. Ví dụ hôm nay là các bạn đã cài được IDE số Flutter rồi đó, xong rồi bạn đã build được rồi đó. Thì hôm nay mình đã giới thiệu các bạn prospect này đấy đấy. Thì cái roadmap á, thực ra là nó không quan trọng đâu, miễn là bạn theo một cái roadmap là được. Và mà mình tự học hỏi mình cứ làm nhiều lên. À, giới thiệu luôn là hiện tại bên bên nhóm Factor Việt Nam đang có cái UI Challenge đó. Nếu mà các bạn đây mà quan tâm Factor thì có thể tham gia cái đấy. Khi mà mình tham gia một cái dự án thực tế thì các bạn sẽ học được hỏi nhiều và nhanh hơn. Ví dụ như mình chẳng hạn thì mình khi mà mình vào năm 2018 khi mà mình chọn giữa hai cái ngôn ngữ, hai cái framework đó, thì mình làm luôn hai cái app bằng hai cái framework đấy để mình xem là cái nào tôi không mình ngon hơn, dễ làm hơn. Thì đấy là cách nhanh nhất để mình tiếp cận một công nghệ mới, là mình cứ ra và làm thử. Nó mất thời gian đấy nhưng mà mình sẽ học được nhiều điều và nó nhanh. Em chào anh ạ, hiện đang là sinh viên năm ba chương trình CLC chất lượng cao. Và em đang làm full stack intern web. Nếu trong tương lai nếu có sự dự định đổi sang mobile thì có gặp khó khăn nào không? Cũng không có khó khăn gì đâu, tại vì anh thì là thực ra là đi từ từ back end PHP ha, xong rồi chuyển sang back end Golang, xong rồi back end Node.js, chuyển sang native Android, xong rồi chuyển sang React.js, xong rồi đến Flutter. Thì khi mà mình làm nhiều cái công nghệ á, thì mình bắt đầu phát triển cái khả năng là mình nắm bắt nó. Thì khi mà bạn đã làm full stack web thì bạn sẽ hiểu nhiều hơn về cái trao đổi thông tin giữa backend và frontend này ạ. Thì đấy là một kiến thức mà những cái ông mà chỉ làm mobile không bao giờ có được. Thế nên là bạn làm full stack là bạn đã có lợi thế ở cái điểm đó rồi. Còn khi mà bạn chuyển sang mobile thì tất nhiên là bạn sẽ phải học những cái mới. Thì cái khó khăn là điểm là mình sẽ phải tiếp cận công nghệ mới thôi. Thì đấy là một cái khó khăn có lường trước được. Và khi mà mình biết trước cái khó khăn thì nó có thực sự gọi là khó khăn không, hay là nó chỉ là những cái việc mà trong cái to-do list mình phải làm. Thế nên là mình có lời khuyên là bạn cứ tập trung vào cái mình đang làm, đó là full stack web, nếu mà đấy là cái mà bạn đang 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 muốn theo đuổi. Đến khi nào mà cái công việc của bạn, tại vì thực ra nhé, khi mà bạn làm về IT và developer thì nhiều khi là việc nó cứ rơi vào đầu mình cứ phải làm thôi. Ok, ông đang làm full stack web, nhưng mà nếu mà có cái dự án công ty thiếu người và cần một ông volunteer làm gì đấy, thì nếu mà mình cảm giác mình làm được thì mình đứng lên làm và mình học cái mình mới mình làm. Thế nên là bạn cứ tập trung làm cái bạn đang làm, đó là full stack web. Khi nào cái duyên nó đến, bạn đến với mobile thì bạn chuyển sang và bạn đầu tư để bạn học, chứ đừng có cùng một lúc mà mình chân trái chân phải, chân nọ chân kia thì nó sẽ không hiệu quả đâu nhé. Nên là không có gì phải lo lắng cả. Mình có cái đầu suy nghĩ logic rồi thì công nghệ như nào thì cũng sẽ làm được thôi. Ok, không biết là hết câu hỏi chưa nhỉ, để refresh một cái. Ok, chắc là hết rồi. Nếu mà không có bạn nào có hỏi gì nữa thì xin chào mọi người và hẹn gặp các bạn ở buổi lần sau. Cảm ơn phần trình bày rất là đầy đủ và có tâm của anh Sơn. Và đó cũng là cái kết thúc của buổi workshop đầu tiên ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã tham gia cho đến thời điểm này, và hẹn mọi người vào cái buổi workshop thứ hai vào thứ bảy tuần sau, đó chính là Beautiful UI with Flutter. Thì cái video và code thì tụi mình sẽ gửi sớm nhất qua mail cho mọi người. Cảm ơn mọi người và chào tạm biệt mọi người.